Mến chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầy hấp dẫn của Vũ Động Càn Khôn với Hoa Trên Mây nhé. Tại Đông Huyền Vực, một con tiểu điêu đang bỏ chạy thục mạng, phía sau là các thân ảnh áo đen bám sát không buông, liên tục uy hiếp để tiểu điêu giao ra tổ thạch. Hừ, hôm nay chạy không thoát rồi, nhưng đồ của điêu gia há có thể dễ lấy như vậy. Tiểu điêu lấy tổ thạch ra, nó chỉ đành thu mình vào tổ thạch, mở ra một lối thoát không gian, cùng nhau biến mất. Đợi người có cơ duyên, cũng từ đây mở ra câu chuyện về một huyền thoại, Võ Tổ Lâm Động, cũng chính là nam chính của chúng ta. Khi còn bé, Lâm Động thường nhìn thấy cha mình chán nản, dùng rượu giải sầu. Trong trận đấu gia tộc của Lâm gia, cha của Lâm Động, Lâm Tiếu đã bị Lâm Lang Thiên chơi bẩn đánh bại, còn phế cha của hắn, khiến ông hoàn toàn không còn hy vọng trong con đường trở thành cường giả. Cũng vì vậy mà Lâm Động thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong gia tộc bắt nạt. Thời gian thấm thoát trôi, Lâm Động cũng dần lớn lên dưới hoàn cảnh đó, dù rất không cam tâm nhưng Lâm Động cũng không thể làm gì khác. Cho đến một ngày, sau khi bị đám trẻ vây đánh, Lâm Động đã té xuống vách vực. Máu của Lâm Động chảy xuống, đột nhiên một đạo quang phát sáng, phá vỡ nền đất đá, Lâm Động rơi xuống một hồ nước. Trong cơn miên man, hắn nhớ về 6 năm trước. Tại tỷ thí Lâm gia gia tộc, đây là cơ hội duy nhất để Lâm gia ngoại tộc có thể được trở về nội tộc, chỉ cần đánh thắng. Năm đó cha của Lâm Động đạt đến thiên nguyên cảnh, là hy vọng của ông nội và cả gia tộc. Lâm Động nhìn cha hắn đầy tự hào, nhưng Lâm Lang Thiên chỉ vừa ra tay đã là sát chiêu, trực tiếp phế đi kinh mạch của cha hắn. Nỗi nhục này, Lâm Động không bao giờ quên, hắn nhất định phải trở lên mạnh mẽ, đánh bại Lâm Lang Thiên. Lâm Động dần mở mắt, phát hiện trong lòng bàn tay có một vật đang phát sáng. Rồi rồi, người có duyên mà tiểu điêu nói đến rồi đây, vật phát sáng kia chính là tổ thạch, Lâm Động đã thôn phệ nó. Lâm Động quay về, khi vẫn đang suy nghĩ về vật phát sáng kia thì một cô gái nhỏ nhắn đã chạy đến an ủi hắn, nàng là Thanh Đàn, sống cùng nhà với Lâm Động, cả hai xem nhau như huynh muội. Tối đến khi Lâm Động ngủ thiếp đi, dường như hắn cảm nhận được bên trong người mình có một không gian, còn có ảo ảnh. Ảo ảnh kia không ngừng tấn công đến, Lâm Động vừa né tránh vừa cảm ngộ, đến sáng tỉnh dậy thì cả căn phòng đều đã hỗn loạn. Lâm Động dụi mắt, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, ảo ảnh kia rõ ràng là thấp hưởng thông bối quyền, nhưng hắn mau chóng định thần lại khi nghe tiếng kêu cứu của Thanh Đàn vọng đến. Lâm Động vội vàng chạy ra, Lâm Sơn đang muốn giành lấy thảo dược của Thanh Đàn thì Lâm Động đã cho hắn một quyền. Lâm Sơn hống hách lao đến, Lâm Động giơ tay né tránh, toái thể tứ trùng, giấc mơ hôm qua là thật sao, hắn đã đột phá từ nhị trùng lên tứ trùng, ha ha. Lâm Sơn nhìn thấy cũng cả kinh, thế là sau bao ngày bị ăn hành, giờ đây Lâm Động đã có lực chống trả. Lâm Sơn bị một quyền thất hưởng của Lâm Động chấn cho lùi cả chục bước. Khi Lâm Sơn còn muốn lao đến thì Lâm Hồng đã xuất hiện ngăn cản, hắn chính là đại ca của Lâm Sơn, được trong tộc xem như là nhân tài. Lâm Hoành chẳng những khinh thường Lâm Động, còn trêu chọc Thanh Đàn, cha của Lâm Động đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả, ông quyết định từ hôm nay sẽ chỉ dạy cho Lâm Động. Bắt đầu từ bát hoang trưởng, nhị phẩm võ học, Lâm Động vô cùng vui mừng. Hắn gặp Thanh Đàn, vui vẻ kể cho cô nghe, nhưng cô bé mặt mày ủ rũ, vẫn sợ Lâm Động sẽ thua Lâm Hồng. Nếu như vậy rất có thể nàng sẽ phải gả cho hắn, Lâm Hồng dù sao cũng là toái thể thất trùng. Lâm Động an ủi nàng, một lúc sau cô cũng vui vẻ lại, nhưng đột nhiên cô lại ngã khuỵu, là hàn độc trong người cô phát tác. Lâm Động vội vã đưa Thanh Đàn về phòng, dùng thạch phù giúp nàng hấp thu hàn khí. Vì để bảo vệ Thanh Đàn, Lâm Động không ngừng luyện tập. Rất nhanh đã đến ngày tỉ thí, Lâm Động vẫn tranh thủ luyện bát hoang trưởng, hắn hiện tại chỉ là lục trùng, vẫn chưa đủ, Thanh Đàn chỉ đành lên đài tranh thủ thời gian cho Lâm Động. Khi chuẩn bị tuyên bố kết quả là Lâm Hồng chiến thắng, thì Lâm Động đã kịp đến, cả hai quyền đối quyền, dùng bát hoang trưởng đánh bại Lâm Hồng, ai nấy đều kinh ngạc, Lâm Động đã đột phá cửu trùng sao. Dưới sự tung hô của mọi người, Lâm Động đã được công bố là người chiến thắng. Tại nghị sự đường, Lâm Gia Gia đang bàn về việc Lôi Gia và Tạ Gia liên hôn, rõ ràng muốn đẩy Lâm Gia lão ra khỏi Thanh Dương trấn, nếu Lâm Gia muốn lật ngược thế cờ, buộc phải liên minh với Cuồng Đao Võ Quán, ngoài ra trong trận chiến săn bắn, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng, lần này người tham gia sẽ là Lâm Động. Lôi Gia và Tạ Gia cũng đã nhận được tình báo, nhưng Lôi Lực đã đột phá địa nguyên cảnh, Lâm Động vốn không phải đối thủ của hắn. 3 tháng sau, đã đến ngày diễn ra trận chiến săn bắn, linh thú săn bắn lần này là Hỏa Mãng Hổ Sao, trận này to à nha. Linh thú này dù sao cũng tương đương với thiên nguyên cảnh, nhưng không cần giết, chỉ cần lấy được một cái vảy trên người nó là đủ. Lôi Gia và Tạ Gia cũng đã đến, còn có cả người của Cuồng Đao Võ Quán, đứng đầu võ quán là La Thành, thiếu chủ là Ngô Vân. Ngô Vân ngoắc ngoắc Lâm Động đến, nói hắn thấy Thanh Đàn bị ăn hiếp, Lâm Động vội vàng rời đi, thấy Thanh Đàn đang bị con gái Tạ Gia xô đẩy. Lâm Động nhanh chóng đứng ra che chắn, con gái Tạ Gia miệng lưỡi hung ác, không ngừng nói lời khinh thường, được Lâm Động tặng liên cho một tát. Lôi Lực thấy vậy cũng tung quyền đến, dù sao cô gái kia cũng là người mà hắn đính ước, may mắn trưởng lão xuất hiện kịp thời mới không xảy ra đại chiến. Trưởng lão tuyên bộ quy định, sau khi lấy được vảy của Hỏa Mãng Hổ sẽ quay về lôi đài tiếp tục tỉ thí, ai thắng sẽ là vua săn, không được gian lận, không được giết người. Lôi Lực và con gái Tạ Gia nhanh chóng tìm được Hỏa Mãng Hổ, nhưng nó vô cùng hung dữ, khó mà tiếp cận. Ngô Vân cũng đến nơi, Lâm Động và Ngô Vân cùng thương lượng hợp tác. Lâm Động cản Lôi Lực, Ngô Vân lấy lân phiến của linh thú, cả hai nhanh chóng hành động. Không ngờ Ngô Vân lại thật sự thành công, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu đã rơi vào bẫy lưới của Lôi Lực. Hắn đá Ngô Vân vào hang động của Hỏa Mãng Hổ, Lâm Động vội vã đuổi theo, khi cả hai đang định rời đi thì Hỏa Mãng Hổ đã tỉnh lại.
Lôi Lực cầm Lân Phiến quay về, khi đang hả hê tưởng rằng Lâm Động đã chết thì tiếng Lâm Động đã vang lên, cả hai còn bắt được hai chú hỏa mãng hổ con. Cả hai nhớ lại lúc hỏa mãng hổ mẹ tỉnh lại, nó biết bản thân mình suy yếu nên đã nhìn cả hai với ánh mắt cầu cứu, muốn cả hai cứu con của nó. Nhưng các gia hỏa bên trên không ai nhường ai, muốn tỉ thí phân cao thấp, Lôi Gia còn chơi lớn lấy cả Thiết Mộc Trang để đánh cược, dù sao đây cũng là nguồn tiền của họ, Lâm Động hào hứng đồng ý. Phía trên lôi đài, cả Lâm Động và Lôi Lực đều bộc phát ra sức mạnh, Lôi Lực là địa nguyên cảnh ai nấy đều biết, nhưng Lâm Động kia tại sao cũng là địa nguyên cảnh, mọi người đều chấn kinh. Lâm Tiếu nhớ lại, ông từng nói cho Lâm Động về việc dùng luồng khí âm sát mà Lâm Động nhặt được để tu luyện đột phá địa nguyên cảnh, nhưng việc này rất nguy hiểm, không lẽ là, tiểu tử thối này. Lôi Lực dùng linh xà trưởng tấn công đến, Lâm Động chính diện đón đỡ, Lôi Lực liền tung sát chiêu Lôi Bạo Kích, võ học tam phẩm. Nhưng Lâm Động cũng không yếu thế, liên tục chấn lui Lôi Lực, hắn liền ngưng tụ Lôi Quang, tuyệt học của Lôi Gia. Lâm Gia Gia cũng nhíu mày, Lâm Nhi sẽ đỡ một chiêu này như thế nào đây, đó là kỳ môn ấn, không chỉ có một trùng, là nhị trùng. Lôi Lực không dám tin vào mắt mình, sao lại có thế, hắn lại thua như vậy sao, Lôi Gia và Tạ Gia đều tức giận rời đi. Hỏa mãng hổ về cùng với Lâm Động, hắn và Thanh Đàn gọi nó là Tiểu Viêm hàng ngày chơi đùa với cả hai, còn cùng nhau tập luyện. Đã tới ngày Lôi Gia phải giao ra Thiết Mục Trang nhưng bọn chúng lại vừa phá đất vừa phá rừng, mảnh đất này như vậy chẳng khác gì đã phế. Nhưng Tiểu Viêm hình như đã phát hiện được gì đó, nó không ngừng đào bới, rồi chạy vào một hang động, thạch phù của Lâm Động cũng có cảm ứng. Tiểu Viêm liên tục đào bới, một quả cầu xanh xuất hiện, Lâm Động nhìn Tiểu Viêm đầy khó hiểu, đây là cái gì, chẳng lẽ là yêu linh của linh thú, Tiểu Viêm chẳng hề quan tâm, nhanh chóng nuốt lấy. Thạch phù đột nhiên có cảm ứng, nó hút lấy một bông hoa gần đó, khiến Lâm Động vô cùng đau đớn. Khi cả nhà đều đang đi tìm hắn, thì Tiểu Viêm đã kéo Lâm Động trở về, hắn còn cầm theo một viên dương nguyên thạch, Lâm Động chỉ mọi người về hướng xa xa, ở đó có một mỏ khoáng. Lâm Gia lập tức điều động người đến tìm kiếm, quả nhiên đúng là một mỏ khoáng à nha, phát tài rồi. Lâm Động dùng thạch phù luyện hóa dương nguyên thạch, hắn đoán không sai, thạch phù có thể giúp hắn luyện thành dương nguyên đan. Lôi Gia và Tạ Gia nhận được tin Viêm Thành xuất hiện lượng lớn giao dịch dương nguyên thạch, đều có liên quan đến Lâm Gia. Chẳng lẽ tin đồn Thiết Mộc Trang có mỏ khoáng là thật, Lôi Gia thật không cam tâm, đã liên kết với Tạ Gia âm mưu nhân lúc Lâm Gia đến Viêm Thành sẽ đoạt lại. Lâm Động lần đầu được đến Viêm Thành, cậu đi dạo khắp nơi, sau đó tiến vào kỳ vật lâu, cậu không ngừng cảm thán, mọi thứ đều quá mới lạ. Khi cậu đi ngang qua Nham Huyền, lão liền cảm nhận được một tư chất tinh thần lực mạnh mẽ phát ra từ người Lâm Động. Lâm Động dừng lại trước một túi càn khôn, vật này từng được nhị ấn phù sư khắc phù văn, Lâm Động không chút do dự lấy Dương Nguyên đan ra đổi khiến cho trưởng quầy cũng mắt chữ A mồm chữ O. Khi đang định rời đi, chợt thạch phù trong tay hắn có cảm ứng, là một khúc gỗ cổ nhỏ, là một khúc gỗ thần thời thượng cổ nhưng nó có tác dụng gì thì ngay cả trưởng quầy cũng không rõ. Lâm Động đang định dùng Dương Nguyên đan để đổi thì một cô gái đã xuất hiện, nàng là Tử Nguyệt, nàng cũng nhìn trúng khúc gỗ kia, Tử Nguyệt vừa đến đã lớn tiếng tranh giành với Lâm Động. Nham Huyền là sư phụ của nàng, lão ở phía xa dùng tinh thần lực ngăn cản. Ở một diễn biến khác, Lâm Sơn vội vàng chạy đến báo tin cho Lâm Gia Gia và cha của hắn, người của Hắc Long trại đang bao vây cả nhà Lâm gia. Nham Huyền vì nhìn trúng thiên phú của Lâm Động, đã khuyên Tử Nguyệt nhường miếng gỗ kia cho Lâm Động, lão nhìn Lâm Động, nói cho câu biết về tu luyện phù sư, một hình thức tu luyện dùng tinh thần lực thao túng thiên địa vô cực, lão muốn nhận Lâm Động làm đệ tử. Lâm Động tuy rất vui mừng nhưng hắn viết trong người mình có thạch phù, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được, nên chỉ đành từ chối. Nham Huyền cũng không trách hắn còn tặng hắn một quyển sách nói về phù sư. Khi Lâm Động quay về biết ở nhà để xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng rời đi. Thanh Đàn và Tiểu Viêm lúc này đang cố gắng chặn đám người Hắc Long Bang, may mà Lâm Động kịp đến nơi. Người đứng đầu Hắc Long trại lúc này, Ô Sát đã là thiên nguyên cảnh, Lâm Động cố gắng chống đỡ, biết bản thân không thể kéo dài trận chiến này. Lâm Động dùng kỳ môn ấn tấn công đến, nhưng nhị trọng cũng không thể làm hắn bị thương, vậy thì tam trọng. Nhưng chiêu này cũng làm cho Lâm Động cạn hết linh lực, Ô Sát cũng bị chấn bay vào vách đá, hắn cũng đã trọng thương nhưng hắn ta vẫn có thể tái chiến. Thanh Đàn và Tiểu Viêm lo lắng chạy đến bảo vệ Lâm Động, không ngờ Lâm Động lại có dấu hiệu muốn đột phá. Thanh Đàn và Tiểu Viêm cố gắng tranh thủ thời gian, khi cả hai đều bị đánh trọng thương thì Lâm Động cũng kịp thời mở mắt, một quyền đánh chết Ô Sát, Lôi Gia nhận được tin cũng cảm thấy chấn kinh. Lôi Gia và Tạ Gia lại bắt đầu tính kế mới, lão mời đến một phù sư hỗ trợ. Thời gian này Lâm Động cũng không ngừng tìm hiểu về phù sư, hắn đã có thể bước đầu ngưng tụ, trở thành phù sư nhất ấn. Lâm Động cầm miếng gỗ mua được tại Viêm Thành ra, hắn muốn xem miếng gỗ này rốt cuộc có gì thần bí. Đột nhiên ở nơi xa truyền đến dao động, Lâm Động tiến đến gần hơn thì vui mừng phát hiện là Gia Gia Lâm Chấn Thiên của hắn đã đột phá nguyên đan cảnh. Nhưng hiện tại chỉ mới là tiểu nguyên đan cảnh, bên trên vẫn còn nguyên đan tiểu viên mãn và nguyên đan đại viên mãn, sau nguyên đan cảnh là tạo hóa tam cảnh. Lúc này có người đến báo, Lôi Gia đã gửi thiệp mời, dù đã suy tính là Lôi Gia muốn giở trò nhưng vì Lâm Chấn Thiên đã đột phá, cha của Lâm Động cũng đã hồi phục đến thiên nguyên cảnh, nên lão vẫn quyết định sẽ đến tham dự. Trong bữa tiệc, Lôi Gia muốn đề nghị mọi người thành lập liên minh, Lâm Gia lập tức từ chối, muốn rời đi, Lôi Gia cũng liền trở mặt. Giao đấu không bao lâu thì Lôi Gia đã dần rơi vào yếu thế, tên phù sư hắn mời trước đó lúc này cũng xuất hiện. Lão là huyết y môn phó môn chủ, cổ ảnh,
Phù sư nhị ấn, lão vừa xuất hiện đã dùng tinh thần lực trấn áp. Lâm Động cũng đã kịp chạy đến, thấy cha mình bị lão già trước mặt đả thương, ông nội cũng đang bị công kích, Lâm Động vội vàng chắn trước người họ. Lão già Huyết Y Môn có chút kinh ngạc, một trấn nhỏ này cũng có phù sư, nhưng lão vẫn vô cùng đắc ý. Dù sao lão cũng là nhị ấn, còn Lâm Động vẫn là nhất ấn, lão không chút nương tay tung chiêu đến. Lâm Động vội vàng tránh né, cả hai dùng tinh thần thể giao đấu, vẫn chưa thể phân ra thắng bại, lão liền dùng sát chiêu, hóa thần châm, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể. Lâm Động chấn kinh, hóa thần châm kia lại có thể phá vỡ mọi phòng ngự tinh thần lực của hắn. Lâm Động chợt nhớ đến miếng gỗ kia, lớp phòng ngự của nó vô cùng mạnh, có thể thử sức. Phó môn chủ Cổ Ảnh vô cùng phẫn nộ, đường đường phù sư nhị ấn lại không giải quyết được tên nhóc này, hắn liền gọi ra phù ấn bản mệnh. Nhưng nhờ vậy mà lớp phòng ngự kia bị phá vỡ, Lâm Động cũng học được cách ngưng tụ cổ huyền phù ấn được ẩn giấu trong miếng gỗ kia. Đến lúc này thì có muốn chạy cũng không còn kịp nữa nhé, Lâm Động dồn lực công kích, Cổ Ảnh lập tức được đưa về chầu trời. Vì Lâm Động đã giết chết Cổ Ảnh, người của Huyền Y Tông lập tức tìm đến, do Ngụy Thông môn chủ đích thân dẫn đội. Lâm Chấn Thiên muốn nói lý nhưng Ngụy Thông chẳng những muốn giao nộp Lâm Động, còn muốn lấy Thiết Mộc Tràng. Lâm Chấn Thiên ra tay giao thủ nhưng lão không phải là đối thủ của Ngụy Thông. Lâm Động lúc này cũng đến, tu vi phù sư của hắn lúc này đã có tiến bộ, có thể ngự không, Lâm Động và Ngụy Thông giao chiến, còn đe dọa Ngụy Thông để đổi lấy cơ hội tỉ thí vào 3 tháng sau. Lâm Chấn Thiên tức muốn hộc máu, tên tiểu tử Lâm Động này, thực lực của Ngụy Thông đã là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, tương đương với phù sư tam ấn, Lâm Động sao có thể là đối thủ. Ngụy Thông cho Lâm Động thời gian 2 tháng, 2 tháng sau sẽ tiến hành quyết đấu. Lâm Động trong thời gian này nhất định phải đột phá đến nhị văn, hắn cần đi đến Viêm Thành để tìm kiếm cơ duyên. Lâm Động nhanh chóng tạm biệt mọi người để lên đường, sau khi vào thành, Lâm Động nghe ngóng được sắp diễn ra bán đấu giá vạn kim, để cho ra dáng khỏi bị khinh thường, Lâm Động đã thay đổi một bộ quần áo mới. Lâm Động bước vào nơi bán đấu giá, Nham Huyền cũng có mặt ở đây. Từng món đấu giá được đem ra, cũng có nhiều món khiến Lâm Động động tâm, nhưng hắn vẫn không ra tay. Cho đến khi có một linh dược hỗ trợ tu luyện phù sư, Lâm Động mới phóng khoáng ra tay, dùng 600 dương nguyên thạch để đổi lấy. Nham Huyền lúc này đã cảm giác DC một cỗ khí tức quen thuộc, lão bắt đầu cảm ứng, nhận ra đối phương là Lâm Động thì có chút kinh ngạc. Không ngờ tiểu tử này lại có thể trở thành một phù sư chân chính, chỉ vọn vẹn vài tháng a, đúng là một hạt giống tốt. Nham Huyền hẹn Lâm Động đến gặp mặt, Nham Huyền giới thiệu cho Lâm Động, ba thế lực hiện tại ở Viêm Thành là Phủ Thành Chủ, Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang. Nham Huyền vốn muốn giúp Lâm Động ngưng luyện bản mệnh phù ấn, Lâm Động gãi gãi đầu đáp cái này hắn đã luyện thành công rồi, Nham Huyền trong mắt đầy chấn kinh. Lão nói với Lâm Động một số kiến thức, bản mệnh phù ấn là căn cơ của một phù sư, chia thành bản mệnh linh phù và bản mệnh thiên phù. Nham Huyền hẹn gặp Lâm Động cũng vì muốn hắn giúp tiến vào đan tiên trì, bên trong chứa đựng năng lượng thuần khiết có thể khiến tu sĩ nhanh chóng tiến vào đan nguyên cảnh. Vốn là Vạn Kim Thương Hội phát hiện đan tiên trì này, nhưng cùng lúc đó Huyết Lang Bang cũng phát hiện, nên hai bên quyết định dùng phương thức tỉ thí để tranh đoạt, mỗi bên cử ra 3 người trẻ tuổi. Lâm Động nhanh chóng đồng ý, nếu có thể tiến vào đan tiên trì hắn chắc chắn có thể gia tăng thực lực. Lâm Động tiến vào không gian bên trong thạch phù, cảm ứng rất lâu liền phát hiện ra một con thiên yêu điêu. Cũng nhờ tiểu điêu mà hắn biết được lý do thạch phù suy yếu, hắn nhất định phải vào được đan tiên trì để cung cấp nguyên lực cho thạch phù. Lâm Động cùng tiểu điêu hợp tác, tiểu điêu hướng dẫn hắn tu luyện, hắn giúp tiểu điêu tìm kiếm yêu linh để tiểu điêu hồi phục, vì trước kia bị truy sát, tiểu điêu đã tự bạo nên hiện tại vô cùng yếu ớt. Tiểu điêu đưa Lâm Động đến không gian rèn luyện tinh thần lực của thạch phù, bên trong có một cối xay, sẽ nghiền nát tinh thần lực sau đó hồi phục lại. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của Lâm Động nhưng sẽ vô cùng khó khăn, nếu không chịu đựng được có thể tinh thần sẽ bị tổn thương mãi mãi. Lâm Động không chút do dự tiến vào, tuy vô cùng đau đớn nhưng vì bảo vệ gia tộc hắn nhất định phải cố gắng. Chỉ còn 20 ngày nữa sẽ đến ngày quyết đấu với Ngụy Thông, nhưng trước đó Lâm Động sẽ đánh trận tiến vào đan tiên trì trước. Ngoài Lâm Động còn có Liễu Nghị và Tử Nguyệt cùng tham gia, do Vạn Kim chủ hội Hạ Vạn dẫn đầu, nhìn lão nhỏ con vậy thôi, nhưng đã là nguyên đan cảnh đại viên mãn. Mọi người nhanh chóng đến chỗ hẹn, phía đối diện do Nhạc Sơn bang chủ dẫn đầu, hai người trẻ tuổi bên cạnh đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tương đồng với nhân lực Vạn Kim thương hội. Trận đầu tiên, Tử Nguyệt đấu với Nhạc Linh, đều là nữ nhi, ra tay không chút nương tình, Tử Nguyệt nhanh chóng chiến thắng. Trận thứ hai, Liễu Nghị đấu Nhạc Phong, Nhạc Phong đã luyện được trùng ảnh thương đến tầng thứ 4, Liễu Nghị lập tức rơi vào thế hạ phong, thua trận. Trận cuối cùng, Lâm Động đấu Giang Lập sức lực mạnh mẽ, bộc lộ ra đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, ai nấy đều lo lắng cho Lâm Động, Lâm Đông dùng tinh thần lực đối phó hắn. Cả hai quyền đổi quyền, Giang Lập tưởng chừng đã thua, lúc này lại dùng hóa huyết quy nguyên công, đốt cháy huyết dịch, nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Lâm Động có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh ứng chiến, cũng may tiểu điêu trước đó đã chỉ hắn hóa hình tinh thần, một chiêu thức bá đạo tên Tiêm La Ba, hắn mới có thể hoàn toàn đánh bại Giang Lập. Sau khi chiến thắng, Lâm Động đã có tư cách tiến vào đan tiên trì, bên trong âm dương nhị khí tinh thuần dày đặc. Lâm Động mau chóng định thần, hấp thụ năng lượng, Lâm Động nhớ về lúc gia truyền thụ thanh nguyên công cho hắn. Tuyệt học này có thể giúp tăng tốc cơ thể hấp thu, còn chần chờ gì mà không sử dụng chứ, nhưng nhìn về phía Tử Nguyệt và Liễu Nghị, hắn vẫn là người hấp thu chậm nhất. Tiểu Điêu còn không ngừng cười nhạo hắn, nhưng vẫn giúp Lâm Động hấp thu năng lượng, nhưng Lâm Động phải đồng ý xuống đáy hồ giúp hắn dò xét.
Lâm Động làm theo lời Tiểu Điêu chỉ dạy, quả nhiên đã có hiệu quả, Lâm Động nhanh chóng đột phá thiên nhiên cảnh hậu kỳ. Hắn tiến về phía đáy hồ, bên dưới có một động thiên, trong đó có yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng, thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Động nghe đến đây chỉ muốn bỏ chạy, nguyên đan cảnh đại viên mãn, đùa hắn sao? Tiểu Điêu vội gọi hắn lại, yêu linh đang bảo vệ Âm Dương Châu, nếu Lâm Động đạt được, chắc chắn trong vòng 3 tháng có thể bước vào nguyên đan cảnh. Tiểu Điêu sẽ thông qua thạch phù hấp thu năng lượng từ Lâm Động để thôn phệ con yêu mãng kia, nào ngờ đã khiến nó trực tiếp sống dậy. Lâm Động cũng hú hồn chim én, hắn cố gắng đổ năng lượng vào thạch phù, Tiểu Điêu nhờ đó cũng kích hoạt được một phần năng lượng. Sau khi đánh bại yêu mãn, Tiểu Điêu cũng rơi vào suy yếu. Sau khi trở về, Vạn Kim Hội cũng hỏi về ân oán của Lâm Động với Huyết Y Môn, khi nghe Lâm Động nói trận quyết chiến với Ngụy Thông, ai nấy đều thất kinh, Hạ Vạn cũng mở lời muốn đứng về phía của Lâm Động, còn đưa cho Lâm Động một quyền công pháp Công Dương Quyết để hỗ trợ hắn. Trở về nhà, Lâm Động lập tức hấp thu Âm Dương Châu. Lâm Động thử hồi phục thạch phù, quả nhiên có hiệu nghiệm, Lâm Động ngồi xuống trong không gian thạch phù tu luyện, đả thông kinh mạch. Lâm Động dùng Âm Dương Châu bổ trợ, hắn nhất định phải thành công đột phá, thạch phù bên trong cũng có tiến triển, đột phá nhị ấn phù sư. Còn 2 ngày nữa sẽ đến thời gian quyết đấu với Ngụy Thông, Lâm Động một lần nữa đến Vạn Kim Thương Hội, Thanh Đàn, Gia Gia và cha hắn cũng đến. Lâm Chấn Thiên muốn thử sức Lâm Động, dùng một chỉ đánh đến, Lâm Động lại có thể đón đỡ, hắn đã bước vào tiểu nguyên đan cảnh, điều này cũng khiến Gia Gia và cha hắn yên tâm hơn rất nhiều. Ngày diễn ra quyết đấu đã đến, Lâm Động và Ngụy Thông tiến vào lôi đài, Ngụy Thông vô cùng đắc ý. Nhưng khi thấy Lâm Động đã cùng cảnh giới với bản thân, hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không hề lung lay tự tin. Ngụy Thông liên tục đánh đến, Lâm Động trực diện đón đỡ, có chút rơi vào hạ phong, Lâm Động nhanh chóng dùng Lâm La Ba đánh đến, hiện tại hắn đã là nhị ấn, lực tấn công vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng đang chiếm ưu thế nhưng lại có người đến uy hiếp Thanh Đàn, làm Lâm Động phân thần, hắn vô cùng tức giận nhưng sợ Thanh Đàn gặp nguy hiểm, hắn hơi do dự một lát. Ngụy Thông nhân lúc này tung ra đại sát chiêu, từng đạo quang mang đánh đến, khiến Lâm Động trực tiếp ngã xuống, Lâm Động quyết định đánh cược một phen, dùng hóa thần châm phá vỡ bình chướng tinh thần. Trước đại chiêu thiên liệt trưởng của Ngụy Thông, Lâm Động vừa đón đỡ vừa ngưng tụ hóa thần châm, hàng chục hóa thần châm lao đến, chẳng những khiến Ngụy Thông gục ngã còn khiến tên uy hiếp Thanh Đàn trúng hóa thần châm, khi hắn vẫn còn muốn ra tay thì Nham Huyền đã kịp đến. Lúc này Lâm Động mới yên tâm tiếp tục chiến đấu, trận đấu sinh tử này vẫn chưa kết thúc, Lâm Động thay đổi thủ ấn, kỳ môn ấn tầng thứ 4, một kích đánh Ngụy Thông trọng thương. Vì trước đó Huyết Y Môn đã nhiều lần đả thương người nhà hắn, Lâm Động dù thấy Ngụy Thông đã trọng thương vẫn không buông tha, hắn dùng tinh thần lực tấn công về phía trước. Ngụy Thông chết, Huyết Y Bang cũng nội loạn, Lâm gia cũng từ đó nổi danh khắp Viêm Thành. Nhiều tháng sau, Lâm gia cũng chuyển đến Viêm Thành. Lâm Động đến gặp Nham Huyền, lão cho Lâm Động về con đường làm phù sư, phía sau ngũ phù sư chính là linh phù sư, bản mệnh sẽ có được linh tính, lão nhắc để phù đồ tháp. Ở một diễn biến khác, một người thanh niên chỉ múa kiếm cũng có thể chém nát núi cao, hắn chính là Lâm Lang Thiên, người đã đánh bại cha của Lâm Động năm đó. Hắn nhận được tin báo về Niết Bàn Tâm, cùng lúc đó cũng có một cô gái nhận được tin báo này, nàng là Lang Thanh Trúc, vợ của Lâm Động sau này nhé. Lâm gia đang áp giải hàng thì đột nhiên bị tập kích, may mà có Lâm Động phản ứng nhanh, kịp thời cản các mũi tên kia. Lâm Động kêu Lâm Hồng hãy đưa mọi người rời đi trước, hắn sẽ chặn bọn sơn tặc phía trước. Lâm Động về báo cho Gia Gia và cha của hắn, để bảo vệ nhà hắn vẫn cần cố gắng gia tăng thực lực. Lâm Động và Tiểu Viêm đến gặp Nham Huyền ở phù sư hội, Tử Nguyệt trước giờ đều không xem trọng Lâm Động, vừa gặp hắn đã muốn ra tay, vẫn là Nham Huyền kịp thời xuất hiện ngăn cản. Nham Huyền mời Lâm Động đến để tham gia tháp đấu, Viêm Thành đã thua liên tiếp 2 lần. Nếu lần này vẫn thua thì quyền nắm giữ tháp sẽ bị thay đổi, đối thủ nặng ký nhất chính là phù sư hội của Thiên Hỏa Thành. Nếu lần này Lâm Động có thể đi tới tầng 7 chắc chắn sẽ hỗ trợ hắn nhanh chóng đột phá phù sư tam ấn, nếu may mắn vào được tầng 8, nghe nói ở đó có bí kíp tu luyện tinh thần lực. Lâm Động đi theo Tử Nguyệt để chuẩn bị, Tử Nguyệt cũng nhắc nhở Lâm Động, người chiến thắng 2 lần trước chính là Châu Thông của Thiên Hỏa Thành, tu vi phù sư nhị ấn đỉnh phong. Đột nhiên có tiếng huyên náo bên dưới, là Tào Trú, người của Thiên Hỏa Thành, hắn đang tỉ thí với các phù sư của Viêm Thành. Tử Nguyệt tiện tay đẩy Lâm Động vào lôi đài, Lâm Động vốn không muốn tham chiến nhưng Tào Trú không biết sống chết lại tung chiêu về phía hắn. Tào Trú dùng băng huyền kiếm đánh tới, Lâm Động tạo ra phòng ngự, cả hai cứng đối cứng. Trong lúc này bản mệnh linh phù của Lâm Động có biến động, không ngờ bản mệnh linh phù của hắn lại có thể hấp thu linh lực của người khác. Lâm Động thu lấy băng huyền kiếm của Tào Trú, tinh thần thực nhờ hấp thu từ Tào Trú cũng có tiến triển. Lúc này tại gian phòng của Châu Thông có một đạo lực bộc phát mạnh mẽ, hắn đã đột phá phù sư tam ấn. Tử Nguyệt đón Lâm Động cùng đi lên, nhân mã hai phe đều đã có mặt, đứng bên đối diện là Châu Thông với gương mặt âm lãnh. Tào Trú tiến đến nói nhỏ với Lưu Long về việc Lâm Động cướp bằng huyền kiếm của hắn. Lưu Long tiến lên đòi lại bằng huyền kiếm cho Tào Trú, nhưng Lâm Động không có ý trả, đã thế tiến vào tháp đấu, hãy cẩn thận nhé. Nham Huyền và Hàn Doãn cũng đã đến, Hàn Doãn là lão sư của Thiên Hỏa Thành, cũng là phù sư tứ ấn. Nham Huyền tuyên bố quy tắc tháp đấu, sau đó lão mở phong ấn, tháp đấu xuất hiện, cửa cũng mở ra, tháp đấu bắt đầu. Châu Thông và Tử Nguyệt dẫn các đệ tử vào trong, mọi thứ đều khá xa lạ với Lâm Động, nên không chút nghi ngờ, anh là người đứng bét đội, vẫn mãi vẫn ở tầng 1 không chút nhúc nhích.
nhưng sự thật là Lâm Động đang hấp thụ tinh thần lực bên trong tháp Ả Nha. Sau khi tiến vào tầng 2, tinh thần lực áp bức cũng mạnh mẽ hơn một chút. Tử Nguyệt thì trực tiếp chạy lên tầng 6, đuổi theo Châu Thông không rời. Tào Trú và Lưu Long đang ở tầng 5, đợi Lâm Động đến dạy cho hắn một bài học. Rất nhanh hai bên đã xảy ra xung đột. Vốn cả hai còn muốn hợp lực đánh úp Lâm Động, nhưng Lâm Động một đấu hai vẫn nhẹ nhàng chiến thắng, cũng nhờ có sức mạnh mà Cổ Huyền Phù ấn hấp thu được, giúp Lâm Động có sức mạnh hấp thu tinh thần lực của đối phương, có đòi Lưu Long trả giá bằng 5 vạn dương nguyên thạch. Thu hoạch xong xuôi, Lâm Động tiếp tục tiến vào tầng 6, Tử Nguyệt và Châu Thông cũng đang ở đây. Nhưng Tử Nguyệt lúc này vì không chịu được uy áp tầng 6 mà trọng thương, còn Châu Thông vẫn đang dần tiến vào tầng 7. Lâm Động trùng kích tiến vào tầng 7, mọi người đều huyên náo, nghĩ đó là Châu Thông và Tử Nguyệt, chỉ có Nham Huyền đoán người kia là Lâm Động. Bên trong tháp, cả hai vẫn đang cố gắng tiến vào tầng 8, cả hai bắt đầu xảy ra giao tranh, nhưng Châu Thông cũng rất tôn trọng Lâm Động. Cả hai dựa vào thực lực muốn đột phá tầng 8, Châu Thông dùng hết bản lãnh nhưng vẫn thất bại, chỉ có Lâm Động chẳng những dùng hết bản lãnh mà còn liều cả mạng. Cuối cùng đã thành công, mọi người bên ngoài đều chấn kinh, không ngờ lại có người vào được tầng 8. Tại Lâm gia, Lâm Chấn Thiên không ngừng nhận được tin báo các bang phái khác muốn chiếm lấy mỏ khoáng của Lâm gia. Lâm Động sau khi vào tầng 8 đã tìm được Hoa Sinh Phù trận, nhưng hắn cần nâng cao thực lực mới có thể tu luyện. Dần dần ngày càng có nhiều người rời khỏi tháp, Tử Nguyệt cũng rời khỏi, Nham Huyền có chút thất vọng. Người ở tầng 7 đã bước ra, là Châu Thông, mọi người vô cùng ngạc nhiên, người ở tầng 8 không ngờ lại là Lâm Động. Lâm Động ở tầng 8 không ngừng hấp thu tinh thần lực để tu luyện. Nham Huyền và Tử Nguyệt vẫn luôn dõi theo động tĩnh trong tháp, hắn đã ở trong tháp 24 ngày, hắn muốn đột phá tam ấn sao, chẳng lẽ đã thành công rồi. Tiếp theo sẽ là tìm kiếm bí kíp thôi nào, Lâm Động đã tiến vào một không gian thần bí, trong đó chắc chắn sẽ có bảo bối thần kỳ. Xung quanh Lâm Động là một mảng tinh hà, bản mệnh linh phù của hắn không ngừng bay đi, Tiểu Điêu lúc này đã xuất hiện, ngoại hình của nó đã thay đổi. Tiểu Điêu nhìn phía trước, không ngờ nơi bé xíu này lại có tung tích của tổ phù, là một phù ấn mạnh mẽ nhất, tổ phù do thiên địa ngưng tụ. Tổng cộng có 8 tấm, mỗi tấm đều có sức mạnh thông thiên, người sở hữu tổ phù sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian, và nơi này chính là tháp ấn của tổ phù. Lâm Động đầy kinh ngạc, và mà bản mệnh linh phù của hắn lại có điểm tương đồng với tháp ấn này. Khi Lâm Động đưa bản mệnh linh phù đến gần tháp ấn, từng đạo quang mang bắn ra, kết hợp thành bản đồ của Vương triều Đại Viêm, Tiểu Điêu mừng rỡ. Không ngờ lại có tận 2 tấm có tung tích của tổ phù, Lâm Động thì cau mày, vận bản mệnh linh phù của hắn thì sao đây, một đi không trở lại sao? Lúc này bất ngờ 3 bản mệnh linh phù của Lâm Động lại xuất hiện, quay trở vào trong thân thể của hắn, chẳng những thế nó còn hấp thụ được tung tích của tổ phù, là may mắn giữ chưa 3. Sau đó Lâm Động rời khỏi tháp, Thanh Đàn thì vội vã đến tìm hắn, ở Lâm gia đã xảy ra chuyện. Nham Huyền vừa gặp Lâm Động đã không ngừng cảm ơn hắn, Lâm Động nhìn Thanh Đàn mếu máo chạy đến, vội vã trở về. Cha của Lâm Động đã nằm dưới chân địch, bọn người kia đứng đầy là quỷ diêm muốn ép Lâm gia giao ra mỏ khoáng. Khi Lâm Chấn Thiên đang hết cách giao ra mỏ khoáng thì Lâm Động đã kịp chạy về, ngăn cản quỷ diêm hạ sát cha hắn. Người nhà Lâm gia thấy hắn trở về cũng mừng rỡ, Lâm Động đối đầu quỷ diêm không chút sợ hãi, dù sao hắn cũng đã là phù sư tam ấn, Lâm Động dùng băng huyền kiếm phóng đến. Quỷ diêm vốn còn đang khinh thường lúc này cũng phải nghiêm túc, nhưng dù dùng hết sát chiêu cuối cùng vẫn bị hóa sinh trận của Lâm Động đánh bại. Lâm Động bắt đầu rèn luyện cho những người trong Lâm gia để giúp căn cơ vững chắc ở Viêm Thành, bản thân Lâm Động của siêng năng tu luyện. Đột nhiên Tiểu Viêm chạy đến không ngừng kéo hắn đi theo, là Thanh Đàn, hàn khí đang phát tác, Lâm Động lo lắng bế cô bé lên. Tiểu Điêu cũng xuất hiện, không ngờ Thanh Đàn lại là sát ma chi thể bá đạo thiên hạ, tuy không thể ngưng tụ nguyên đan nhưng có thể ngưng tụ âm đan, uy lực cũng vô cùng bá đạo, hiện tại chỉ có vật cực âm mới có thể nâng cao tốc độ ngưng tụ âm đan của Thanh Đàn. Lâm Động đến Vạn Kim Thương Hội, Huyên Tố tặng hắn đan dược lục phẩm, yêu huyết chu quả, là quà Vạn Kim Thương Hội chúc mừng hắn đột phá phù sư tam ấn, Lâm Động cũng nhân lúc này hỏi về vật cực âm. Nhưng trong cổ mộ Niết Bàn chắc hẳn sẽ có, gần đây tứ đại gia động cũng có hành động, vì cổ mộ này mà đến. Tiểu Điêu cũng vô cùng phấn khích, bên trong cổ mộ kia chắc chắn sẽ có Niết Bàn Tâm, một cơ duyên à nha, cao thủ Niết Bàn cảnh sau khi vẫn lạc, nguyên lực không tiêu tán mà ngưng tụ thành Niết Bàn Tâm, người bình thường đoạt được sẽ có cơ hội đột phá lên tạo hóa cảnh, nếu là người có thiên phú, còn có thể đạt đến Niết Bàn cảnh. Tình trạng của Thanh Đàn vẫn chưa tốt hơn, Lâm Động quyết tâm đến cổ mộ để tìm kiếm vật cực âm. Bỗng nhiên bên ngoài vô cùng huyên náo, là một tiểu tử người của tông tộc, hắn đang hống hách ăn hiếp người nhà hắn, Lâm Động tiến lên lôi đài. Ở một bên khác, Lâm Chấn Thiên Giang nói chuyện với Lâm Khả Nhi, lão hy vọng cô sẽ cho Lâm Động một cơ hội cùng tiến vào cổ mộ. Lâm Khả Nhi vốn còn muốn từ chối, nhưng sau khi nàng chứng kiến Lâm Động đánh bại người của tông tộc, nàng đã đồng ý để Lâm Động cùng theo nàng đến cổ mộ, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Động và Tiểu Viêm cùng Lâm Động rời đi, tối đến, bọn họ đã đến khu vực trung tâm của sơn mạch Thiên Viêm, rất nhiều yêu thú và sơn tặc, Khả Nhi nhắc mọi người hãy cẩn thận. Đêm đến, Lâm Động canh chừng cho mọi người đi ngủ, cùng Khả Nhi nói chuyện, hắn mới biết rằng Lâm Lang Thiên cũng sẽ đến cổ mộ. Đột nhiên xung quanh phát ra vài tiếng động cổ quái, là sơn tặc, Khả Nhi không chút sợ hãi, nàng xuất ra một thanh kiếm đánh đến, Lâm Động nhìn thanh kiếm phát sáng kia, là linh bảo sao, thật lợi hại. Khả Nhi cầm thanh kiếm kia, chém giết từng tên, thủ lĩnh của sơn tặc là Tống Giao, vốn muốn đến tấn công Khả Nhi nhưng lại bị Lâm Động ngăn cản.
Dù tu vi của hắn cao hơn Lâm Động một cảnh giới nhưng sau đó vẫn bị hóa sinh trận của Lâm Động đánh bại, bản thân Lâm Động của bị phản kích đâm vào một thân cây. Khả Nhi cũng tán thưởng, tiểu tử này thực lực không tầm thường mà. Sáng hôm sau, cả ba tiếp tục lên đường, họ đến doanh trại để hội họp với các tông môn khác. Một lúc sau Lâm Lang Thiên cũng đến, nguyên lực hóa hình thú, Lâm Lang Thiên e là sớm đã đạt tới tạo khí cảnh. Cùng xuất hiện còn có Vương Viêm của Vương Thị Tông Tộc, Tần Thế của Tần Gia và Lăng Thanh Trúc, Bật Mí Thanh Trúc sau này sẽ là vợ của Lâm Động mọi người nhé, nàng là người mà Hoàng Phủ Gia mời đến. Bốn người cùng hợp sức để mở ra phong ấn, mọi người nhanh chóng tiến vào trong, Lâm Động cũng theo phía sau. Khi Lâm Động tiến vào cổ mộ, liền xuất hiện một cỗ sức mạnh, biết bàn cảnh đúng là đáng sợ. Tiểu Điêu cũng xuất hiện, Lâm Động đi theo chỉ dẫn của Tiểu Điêu, vì mũi của Tiểu Điêu vô cùng thính, có thể cảm nhận được bảo vật. Đến trước một cánh cửa, Lâm Động muốn đi vào nhưng lại phát hiện có phong ấn. Đang không biết nên làm như thế nào thì Tiểu Điêu đã nhắc nhở hắn dùng tinh thần lực, quả nhiên có hiệu quả, Lâm Động vui mừng ôm lấy Tiểu Điêu. Vừa tiến vào trong đã tìm được một hồ thuần nguyên đan, các cao thủ muốn luyện thành thuần nguyên đan cũng cần nửa tháng đến một tháng à. Đúng là phát tài mà, Lâm Động vô cùng phấn khích, dùng túi càn khôn thu lấy. Tiểu Điêu vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang hấp dẫn nó, là yêu linh sao, nhiều như vậy, ha ha, Tiểu Viêm cũng chạy theo Tiểu Điêu, cả hai không ngừng tranh giành. Lúc này có người đến, Lâm Động nhanh chóng dùng tinh thần lực để giữ cánh cửa kia, tranh thủ thêm ít thời gian cho Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, sau đó cả ba vội bỏ trốn. Đám người của Khả Nhi thì đến một nơi có chứa các linh bảo, nhưng Vương gia cũng ở đây, ngỏ lời muốn hợp tác cùng mở phong ấn, sau đó ai lấy được linh bảo thì phải xem bản lĩnh rồi. Lâm Động cũng đang tiến về hướng đó, thấy đám người phía trước đang phá phong ấn, Lâm Động cũng đến giúp một tay, Tiểu Điêu nhắc nhở Lâm Động, khi phong ấn được phá chắc chắn phải chụp lấy cây hình thương kia. Lâm Động nhanh nhẹn phi lên, Khả Nhi và Vương Bàn cũng bắt đầu đối chiến, nhưng Vương Bàn lại để ý đến thanh hình thương mà Lâm Động đang đuổi theo, Lâm Động xuất ra băng huyền kiếm chặn hai tên vương gia lại. Khó khăn lắm hắn mới đuổi kịp hình thương, nhưng lại bị Vương Bàn ngăn cản, vẫn may là cuối cùng Lâm Động đã chụp được, còn để nó nhận chủ, là Thiên Lân Cổ Kích sao? Vương Bàn vô cùng tức giận, muốn tấn công Lâm Động nhưng linh bảo của hắn lại bị Thiên Lân Cổ Kích của Lâm Động dễ dàng chặn đứng. Cuối cùng nhờ có Khả Nhi đứng ra mà Vương Bàn phải nhường một bước, sau đó Lâm Động cũng từ biệt Khả Nhi, tiếp theo, hắn phải đi tìm Cực Sát Âm Long Tiên để chữa trị cho thanh đàn. Lâm Động đi theo hướng dẫn của Tiểu Điêu, bước vào một khu vực giống như pháp trận, Tiểu Điêu thúc giục, mau chóng chạy, đừng quan tâm đến các tảng đá. Cả ba té xuống một vực sâu, xung quanh là các phù khôi, còn có một thân xác phù khôi bị đánh nát, các phù khôi này chỉ là hạ đẳng, nhưng có thể đánh thắng nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ở gần đó có một hồ băng, chính giữa là Cực Sát Âm Long Tiên, Lâm Động vội vàng chạy về phía đó, đột nhiên một phù khôi tấn công đến. Lâm Động và phù khôi giao đấu, nhưng phù khôi lại là đao thương không nhập, Lâm Động tìm kiếm điểm yếu của nó, chẳng lẽ là ở sau đầu. Lâm Động dùng băng huyền kiếm cắm vào phía sau đầu của phù khôi, lúc này mới đánh bại nó, Cực Sát Âm Long Tiên cuối cùng cũng đến tay. Lại một phù khôi xuất hiện, nhưng nó không hề cử động, còn là một trung đẳng phù khôi, thực lực tương đương tạo hóa tam cảnh. Mau cho tinh thần lực vào để trở thành chủ nhân của nó, nhưng mỗi lần muốn phát động công kích, cần 2000 thuần nguyên đan, cái giá này đúng là cắt da cắt thịt mà. Lâm Động thu lấy phù khôi, cả ba đi ngang qua một vực dung nham, cần vượt qua các viên đá đen để tìm đường vào cổ mộ. Lâm Động di chuyển được một lát, bỗng xuất hiện một con hỏa mãng tấn công đến, nhờ Lâm Động đưa nguyên lực vào Thiên Lân Cổ Kích mới có thể tiêu diệt được hỏa mãng kia, nhưng con này vừa biến mất đã có con khác xuất hiện, Lâm Động cảm thấy vô cùng cổ quái, chắc chắn phải có lối ra khác, Lâm Động đánh liều nhảy vào dòng dung nham, vậy mà hắn lại không chết, ở phía xa xa là cung điện của cổ chủ. Lâm Động tiến vào trong, ở đó chắc chắn có niết bàn tâm. Bỗng một giọng nữ xuất hiện, là Lăng Thanh Trúc, nàng lăng không mà đến, Lâm Động vốn không muốn tranh giành niết bàn tâm, hắn đứng sang một bên. Lăng Trúc nhẹ nhàng mở ra phong ấn của niết bàn tâm, nàng quả nhiên không đơn giản, khi nàng đang muốn hấp thụ cỗ sức mạnh kia. Thì Lâm Động đi xem xét xung quanh, hắn nhìn thấy quan tài của mộ chủ, liền cung kính vái lạy, dù sao hắn cũng lấy được nhiều bảo bối trong cổ mộ này. Trên quan tài có một dòng chữ, nhắc nhở những thứ hắn để lại cần có một nam một nữ, cùng nhau tu hành, nếu ai mê muội chắc chắn có kết cục thảm hại, Lâm Động đọc xong mà hú hồn chim én. Vậy Lăng Thanh Trúc chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn nhìn về phía Thanh Trúc, nàng có chút đau đớn, đang dần mất khống chế, biết đã trúng bẫy, nàng tức giận đánh về cỗ quan tài kia. Lâm Động vốn muốn rời đi nhưng lại bị Thanh Trúc chặn lại, nàng muốn dùng nguyên đan của hắn để giải khốn, là bắt nạt chồng mình giữ chưa bà. Khi Thanh Trúc đang muốn cưỡng chế lấy đi nguyên đan thì một nhân ảnh xuất hiện, là chủ mộ, là nguyên linh còn sót lại của lão. Nếu Lâm Động và Thanh Trúc không phải một cặp thì niết bàn tâm này lão cũng không muốn hai người đoạt được. Lão ra tay với Thanh Trúc, Lâm Động muốn bỏ chạy nhưng lại không nỡ, hắn đã quay lại cầu xin cho nàng. Vì cảm động dưới sự dũng cảm của Lâm Động, chủ mộ đã tác thành cho hai người, dưới tác động của lão, cả hai đã trải qua những phút giây nồng thắm, cùng nhau thôn phệ niết bàn tâm. Lão thấy Lâm Động còn đoạt được Thiên Lân Cổ Kích, còn tốt bụng truyền lại công pháp cho hắn. Lâm Chấn Thiên và hai người khác lúc này cũng thoát vây, mau chóng chạy về phía cổ mộ. Khi Thanh Trúc tỉnh lại, nàng vô cùng tức giận, không ngừng đuổi đánh Lâm Động, Lâm Động nhờ hấp thụ niết bàn tâm, nhanh chóng đột phá nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Động vội vàng giải thích, không phải tại hắn á, là do chủ mộ.
Lâm Động cầm lấy Thiên Lân cổ kích, muốn đỡ lấy công kích của nàng, nhưng mau chóng bị nàng chụp lấy cổ họng. Thanh Trúc nhớ về những giây phút trước đó, nàng có chút không nỡ. Lúc này Lâm Chấn Thiên, Vương Viêm và Tần Thế cũng đến. Lâm Lang Thiên mau chóng phát hiện Niết Bàn Tâm đã bị Thanh Trúc lấy đi mất. Thanh Trúc không muốn nhiều lời, Lâm Động cũng cáo từ đi trước. Lang Trúc nắm tay Lâm Động, muốn cùng hắn rời đi. Người của Lâm gia và Vương gia đến ngày càng động. Vương Bàn vội báo với Vương Diêm về việc Lâm Động lấy đi linh bảo của Vương gia. Vương Diêm lập tức ra mặt. Hắn nhìn Lâm Lang Thiên, muốn có một lời giải thích. Lâm Lang Thiên biết Lâm Động là người của phân nhánh, cũng vô cùng khinh thường. Lâm Lang Thiên bắt Lâm Động xin lỗi và giao ra linh bảo. Lâm Động dứt khoát từ chối, đã bị Lâm Lang Thiên đánh đến. Lâm Lang Thiên cho Lâm Động một cơ hội, chỉ cần Lâm Động có thể vượt qua áp chế của hắn, bước ra khỏi cửa thì hắn sẽ không tính toán nữa. Lâm Động cố gắng bước đi, nhưng áp bức vô cùng mạnh, khiến cho đầu hắn đã bắt đầu chảy máu. Lâm Động cố gắng di chuyển, hắn nghĩ về kỳ vọng của người nhà. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đã bước đến cửa, tương lai hắn nhất định sẽ đánh bại Lâm Lang Thiên, nỗi nhục hôm nay chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Sau khi rời khỏi cung chủ cổ mộ, Lâm Động điều dưỡng một chút, hắn thầm quyết tâm trong 2 năm tới hắn nhất định phải đi tìm tổ phù, đánh bại Lâm Lang Thiên, dù vô cùng khó khăn nhưng hắn sẽ làm được. Tiểu Điêu nói về sự tích của tổ phù, do một vị cường giả chí tôn để lại, gồm có 8 miếng, nhưng mất tích đã lâu, hiện tại không hề có thông tin. Đột nhiên có một luồng công kích phóng tới, là tên Vương Viêm kia, hắn vẫn ghi hận Lâm Động, muốn lấy lại linh bảo. Lâm Động đưa cực sắt âm long để Tiểu Viêm cầm về nhà trước, hắn sẽ đối phó Vương Viêm. Khi Lâm Động dùng Thiên Long cổ kích, mới phát hiện công pháp mà vị cổ mộ chủ để lại cho hắn, Lâm Động nhanh chóng ghi nhớ và thi triển, Vương Viêm cầm Đại La Kim Thương, mạnh mẽ đánh đến, Lâm Động dồn tất cả nguyên lực vào cổ kích, hai luồng công kích va chạm, xung kích mạnh mẽ khiến cả hai đều bị chấn lùi hàng trăm mét. Cả hai tiếp tục lao vào chiến đấu, Lâm Động đành xuất ra Phù Khôi, Vương Viêm vốn không phải đối thủ, mau chóng bị đánh cho bầm dập, Lâm Động thu lấy túi càn khôn của Vương Viêm, xem như chiến lợi phẩm. Khi Lâm Động đang muốn hạ sát Vương Viêm thì hắn đã gọi trưởng lão Vương gia đến. Trưởng lão kia thực lực mạnh mẽ, Lâm Động và Phù Khôi đều không phải đối thủ, Lâm Động chỉ đành liều mạng bỏ chạy. Nhưng công kích của lão lại dính chặt phía sau, Tiểu Điêu cố gắng dùng linh lực mà mình đã hồi phục, đỡ lấy một chiêu kia, lúc này Tiểu Điêu cũng đã kiệt sức. Nhưng tên trưởng lão kia vẫn còn mạnh mẽ đánh đến, đúng là khóc không ra nước mắt mà, ở tình thế nguy hiểm, vợ đã đến cứu anh một mạng. Nàng cứu hắn chỉ vì muốn hắn hứa với nàng, chuyện ở cổ mộ hắn hãy xem như chưa hề xảy ra. Lâm Động không muốn chấp nhận nhưng thực lực của hắn hiện tại còn quá yếu, ơn cứu mạng hôm nay hắn nhất định sẽ trả cho nàng. Thanh Trúc nhìn về Lâm Động, đợi ngươi đoạt được tư cách tham gia Bách Triều đại chiến đi, rồi hãy nói những lời này với ta, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ không yếu đuối như vậy. Lâm Động nghe lời Thanh Trúc nói, càng rõ ràng mục tiêu của bản thân, hắn nhất định phải trở lên mạnh mẽ hơn nữa. Lâm Động trở về Viêm Thành, đầu tiên phải trị khỏi hàn độc cho Thanh Đàn, sau đó hắn sẽ lên đường đi tìm tổ phù. Thanh Đàn đau đớn hét lớn, Lâm Động vô cùng lo lắng, âm sát trong người của Thanh Đàn đã thoát ra ngoài, hắn phải đánh bại khí âm ma này, nhưng Lâm Động dùng nguyên lực đều không có tác dụng. Nhưng xui cho khí âm ma kia là hắn có Vạn Hỏa Viêm và Hóa Phù Sinh Trận, đã nhốt được bóng ma kia, Thanh Đàn cũng dần tỉnh lại, Thanh Đàn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn Lâm Động cố gắng vì nàng như vậy, cô đã tiến lên, tự mình tiêu diệt âm khí ma kia, sau khi thôn phê, Thanh Đàn trực tiếp đột phá nguyên cảnh đại viên mãn. Bây giờ Lâm Động cũng có thể yên tâm rời đi, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Đại Hoang Quận. Từ khi rời đi, Lâm Động liên tục tu luyện, dáng người cũng trở lên cao lớn hơn, bộ quần áo mặc trên người cũng đã rách nát. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng bắt đầu luyện lôi thể, dùng thân thể chịu đựng thiên lôi đánh xuống. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng Lâm Động vẫn cố gắng, hắn dùng mệnh phù hộ thể rồi hấp thu thiên lôi. Khi hoàn tất nhìn quanh, mới phát hiện Tiểu Viêm đã đi đâu mất, Lâm Động vội đi tìm, Tiểu Viêm lúc này đang bị một bọn người bao vây, cũng may Lâm Động kịp chạy đến. Tên tiểu tử muốn bắt Tiểu Viêm là thiếu chủ của địch gia tại Đại Dương quận, vốn kiêu căng hống hách. Lâm Động không thèm để ý, trực tiếp rời đi, bọn người địch gia không biết điều còn tấn công đến, Lâm Động chẳng hề khách khí đánh trả. Đánh thằng con nên thằng cha cũng chạy đến rồi, cha tiểu tử kia, Địch Đằng, hiện tại tu vi tạo khí cảnh tiểu thành. Biết Lâm Động không tầm thường, Địch Đằng cũng không vội vàng ra tay, nhưng Lâm Động lại đòi 20.000 thuần nguyên đan. Địch Đằng chỉ cười lớn rồi đưa thuần nguyên đan cho Lâm Động, xem như chi phí lão kết giao bạn bè. Lão không muốn dây dưa với Lâm Động, chỉ vì muốn giữ sức để đi đoạt lôi nguyên tinh thú, nếu Lâm Động đoạt được vật này, ắt sẽ luyện thành lôi thần thể, Lâm Động vô cùng hào hứng, cứ để địch gia ra tay, hắn sẽ đợi thời cơ làm như ông đắc lợi. Đám người địch gia đã bao vây ở xung quanh, đợi khi lôi nguyên thú thăng cấp, cơ thể yếu đuối sẽ ra tay. Khi lôi nguyên xuất hiện, Địch Đằng lập tức xông tới, chỉ tiếc rằng khi chuẩn bị đoạt được tinh nguyên thì Lâm Động đã xuất hiện giành lấy, quá trời anh tôi rồi. Địch gia lập tức đuổi theo, lôi nguyên tinh thú cũng đánh tới, Lâm Động dùng Thiên Lân cổ kích chống đỡ, nhưng hắn cũng bị lạc với Tiểu Viêm. Sau khi thoát được đám người địch gia, Lâm Động nhanh chóng đi tìm Tiểu Viêm, Tiểu Viêm bị lôi nguyên tinh thú quấn lấy, tuy rằng cuối cùng Tiểu Viêm đã thắng nhưng nó cũng bị trọng thương. Lâm Động chỉ đành tìm một hang động để trốn vào, đợi Tiểu Viêm hồi phục, trận đánh trước đó Tiểu Viêm đã lấy được tinh nguyên của tinh thú, nên cả cơ thể của nó cũng đang được thay đổi, sau khi hoàn tất, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh.
Lâm Động lúc này cũng bắt đầu thôn phệ lôi nguyên tinh thú, đại nhật lôi thể hắn nhất định phải luyện thành. Địch gia tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy Lâm Động, lúc này một lão già đi đến, là Liễu lão quỷ, lão muốn hợp tác với Địch Đằng. Lâm Động lúc này đã thành công luyện hóa lôi nguyên, đột phá tạo hình cảnh, Địch Đằng vô cùng tức giận, nhưng khi kiếm chém vào người Lâm Động, lại không tạo ra bất kỳ vết thương nào. Lão đồng ý hợp tác với Liễu lão quỷ, lôi nguyên sẽ cùng nhau hưởng, cả hai liên thủ tấn công nhưng Lâm Động vẫn sừng sững ở đó, Lâm Động tạo ra một trường ấn cực lớn, đánh cả hai ngã nhào ra đất. Địch Đằng và Liễu lão quỷ vội xuất ra chiêu mạnh nhất của bản thân, vậy thì hãy nếm thử hóa phù sinh trận của phù sư tử ấn nhé. Tiểu Viêm cũng đã đột phá, quá trời là ngầu đét rồi, Địch Đằng và Liễu lão quỷ lập tức năn nỉ Lâm Động, cả hai đồng ý đưa 200 thuần nguyên đan cho Lâm Động để chấm dứt chiến tranh. Lâm Động sảng khoái đồng ý. Tiểu Viêm đưa Lâm Động rời đi, cả ba tiến vào một khu rừng nhưng lại bị lạc, ở phía xa vọng lại một tiếng kêu cứu, là một cô bé. Cha và tỷ tỷ Tuyết Nhi của cô bé lúc này cũng kịp đuổi đến, cha của cô bé là Khương Lôi, quán chủ của võ quán Ưng ở thành Đại Ưng, còn cô bé tên Khương Nhân Nhân. Lâm Động muốn cùng gia đình Khương Lôi rời đi, vì hắn đã lạc đường 2 ngày rồi. Khương Lôi mau chóng đồng ý, chỉ là lão đang gặp chút khó khăn, Lâm Động đi theo rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Động và chị em Nhân Nhân ngồi cùng một xe ngựa, Nhân Nhân vô cùng yêu thích Tiểu Viêm, vui vẻ chơi đùa với nó. Trên đường đi, Khương Lôi nói với Lâm Động về Đại Hoang Cổ Bi, di tích của một tông phái thời viễn cổ, bên trong có rất nhiều bí kíp võ học, nhưng bên ngoài có một phong ấn vô cùng mạnh mẽ, cho dù là niết bàn cảnh cũng không thể phá vỡ, nhưng cứ 3 năm một lần sẽ có một thời khắc nó trở nên yếu đuối, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để lấy bảo vật, sắp tới chính là thời gian mà phong ấn suy yếu. Nhân Nhân nhìn bộ dạng Lâm Động, hỏi cha cô bé đưa cho Lâm Động một bộ quần áo mới. Mặc đồ mới dô là cái giao diện khác liền à nha, đẹp trai soái khí người người, Tuyết Nhi nhìn Lâm Động có thoáng chút ngẩn ngơ. Khi mọi người đang quay quần bên ánh lửa, đột nhiên bị rất nhiều yêu thú tấn công, còn có Bảo Mạc Vương, cả Khương gia lao vào chiến đấu, Lâm Động bảo vệ Nhân Nhân. Khương Lôi và Tuyết Nhi nhanh chóng bị bao vây, ai cũng bị đả thương. Lâm Động lúc này chỉ đành ra tay hỗ trợ, anh dùng tay không núm đầu một con quăng qua quăng lại, mạnh đến biến thái mà. Sau đó Lâm Động tung trưởng ấn đến, cuối cùng kết thúc bằng Thiên Lân Cổ Kích, Khương gia vô cùng biết ơn hắn. Khi vừa vào thành Đại Ưng, Khương gia đã bị La Sơn và người của võ quán Huyết Thiếu chặn đường. Còn đưa ra một lá thư thách đấu, phân cao thấp trên lôi đài, khi La Sơn muốn ăn hiếp Nhân Nhân, Lâm Động để bẻ gãy tay hắn, còn đả thương những người khác. Tuyết Nhi sợ cha mình ứng chiến sẽ thua trận, nàng đến cầu xin Lâm Động hỗ trợ. Lâm Động biết ơn Khương gia nên đã đồng ý, Tuyết Nhi liền ôm chầm lấy hắn làm anh cũng có chút ngại ngùng. La Khứu thấy con trai mình bị đánh vô cùng tức giận, lão nhất định sẽ giết chết Lâm Động để xả giận. Hôm sau chính là ngày hẹn quyết đấu giữa hai võ quán, Lâm Động lên đài thay Khương Lôi. La Khứu đối với Lâm Động vô cùng xem thường. Lâm Động chỉ cười nhạt, cả hai nhanh chóng giao đấu, ai nấy đều bất ngờ trước thân phận phù sư của Lâm Động. La Khứu cầm binh khí đánh đến nhưng đều bị Lâm Động chặn đứng, còn bị hất văng vài chục mét. Lúc này La Khứu đã dùng bí pháp gia tăng thực lực, dù vậy vậy bị kim ma trưởng của Lâm Động đè bẹp. La Khứu vẫn không chịu thua, liên tục áp bực tới, Thiên Lân kích pháp, cho lão ăn trọn nhé. Khương gia vô cùng vui mừng. Lâm Động âm thầm rời đi, Tuyết Nhi liền đuổi theo, dù sao Lâm Động đã giúp Khương gia nhiều như vậy. Lâm Động lấy ra túi càn khôn mà hắn cướp của La Khứu, không ngờ lão lại có nhiều thuần nguyên đan như vậy, còn có công pháp luyện ma viêm biến, cũng khá có ích với hắn. Lâm Động tiếp tục lên đường, đột nhiên bị người của Cổ Kiếm môn chặn lại, còn bắt hắn nộp thuần nguyên đan mới cho đi. Lúc này các ngọn núi bỗng chấn động mạnh, Tiểu Điêu cảm ứng được, đó là một con long viêm viễn cổ, là một trong những ma viêm mạnh nhất, tinh huyết của nó vô cùng phù hợp để luyện ma viêm biến, cơ duyên của Lâm Động lại đến rồi đây. Lâm Động đến nơi trú ẩn của long viên để do thám, Tiểu Điêu và Tiêu Viêm cũng đi theo. Tiểu Điêu nhìn long viên trước mặt, bảo Lâm Động hay rút lui trước, long viên này đã đạt tới tạo hóa cảnh không dễ đối phó. Nhưng Lâm Động vẫn không muốn bỏ lỡ cơ duyên này, cả ba núp sau tảng đá. Tiểu Điêu hướng dẫn Lâm Động lấy tinh huyết của long viên, nhưng long viên lại quay người thả bom vào người hắn, làm Lâm Động muốn té xỉu tại chỗ. Lúc này hắn cũng bị long viên phát giác, Lâm Động vội núp vào. Tiểu Điêu đánh lạc hướng để long viên rời đi, Tiểu Điêu phát hiện sâu bên trong có bảo vật, lập tức tiến về phía trước. Là vạn thú quả, được ngưng tụ từ máu huyết của vô số yêu thú, có được vạn thú quả, long viên có thể tiến hóa đột phá niết bàn cảnh. Lâm Động mắt sáng rực muốn hái vạn thú quả kia, Tiểu Điêu vội ngăn cản, bên trong đã có cái dấu ấn của long viên, nếu vạn thú quả bị ăn trộm, long viên vẫn có thể theo dấu tìm lại. Tiểu Điêu dùng linh lạc loại bỏ dấu ấn kia, lợi hại à nha. Khi vạn thú quả đến tay, Lâm Động vội vàng rời đi, lại bị phó trưởng môn Cổ Kiếm chặn lại, thực lực tên này không tệ, Lâm Động cũng không muốn dây dưa, đã đưa một vạn thú quả cho hắn, thực chất là vạn thú quả này đã bị Tiểu Điêu động tay động chân, lão còn vui vẻ cầm đi. Viên Long phát hiện vạn thú quả biến mất, vô cùng tức giận. Lúc này tại Cổ Kiếm môn, tên kia còn hào hứng cầm vạn thú quả khoe với trưởng môn sư huynh, mà không hề biết rằng dấu ấn trên vạn thú quả đang phát huy tác dụng. Tiểu Điêu muốn Cổ Kiếm môn và Viễn Long kia tranh đấu, Lâm Động làm ngư ông đắc lợi. Viên Long dựa theo dấu ấn nhanh chóng tìm đến. Cổ Kiếm môn lập tức khởi động trận pháp hộ tông, nhưng long viên vẫn hung mãnh tấn công đến, hai bên giao đấu kịch liệt. Long viên bị thương,
nhưng pháp trận cũng bị phá vỡ, mọi người cố gắng chống đỡ. Đưa tất cả nguyên lực rót vào trận pháp, Viên Long mặc kệ vết thương, dùng thân mình phá vỡ trận pháp. Trưởng môn nghi ngờ vạn thú quả mà sư đệ mình đưa về, quả nhiên bên trên có dấu vết của Viên Long. Lão lập tức trả cho Viên Long, kết thúc trận chiến. Lâm Động một lần nữa đến động của Viên Long, tiểu điêu thôi miên Viên Long, Lâm Đông lấy một ít máu của nó, nhưng vì thời gian qua lâu nên Long Viên đã tỉnh lại. Tiểu Viêm đưa Lâm Động trốn đi, cả hai rơi vào một động nhỏ, nhân lúc này Long Động bắt tu thôn phệ máu huyết Long Viên, tu luyện ma viên biến. Nhưng vì bị máu Long Viên nhập vào tinh thần, Lâm Động trở nên vô cùng cuồng bạo, tiểu điêu và tiểu Viêm hợp lực khống chế để Lâm Động có thể bình tĩnh. Các phù ấn của Lâm Động phát sáng, hấp thụ các nguồn năng lượng thiên địa, hắn đã thành công, thử uy lực của công pháp này cái nào. Cổ Nham của Cổ Kiếm Môn vẫn luôn tìm kiếm Lâm Động, vừa nghe động tĩnh đã chạy đến, muốn giết chết Lâm Động, đúng lúc Lâm Động đang muốn thử dùng ma viên biến. Uy lực của Lâm Động cũng khiến Cổ Nham thất kinh, tên tiểu tử này lại mạnh lên rồi. Cả hai tranh đấu kịch liệt, lôi động kết hợp lôi thể và ma viên biến cùng tấn công, nhưng lão lại chặn được. Thiên lên cổ kích cũng thay đổi rồi, là Thiên Long chân huyết thức tỉnh, lực đạo mạnh mẽ lên không ít. Vừa đẩy lui Cổ Nham, Lâm Động vội leo lên Tiểu Viêm rời đi, nhờ có chân huyết thức tỉnh, hắn chỉ cần tìm DC linh phù sư cao cấp và một số nguyên liệu, chắc chắn có thể tăng cấp cho cổ kích. Lâm Động quyết định đến thành Đại Khôi, vừa vào thành, hắn trực tiếp đi đến nơi đấu giá võ minh. Lâm Động cảm ứng được xung quanh có tinh thần lực, là Hoa Tông, còn có một cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, nàng là Thiên Thiên. Lâm Động cũng rơi vào mị hoặc, may có Tiểu Điêu nhắc nhở, Lâm Động mới kịp thoát ra. Trong buổi đấu giá, Lâm Động cũng thuận lợi mua được một số nguyên liệu để thăng cấp thiên kích. Món đồ đấu giá cuối cùng là một cái đệm, Tiểu Điêu cảm nhận tấm đệm kia không tầm thường, muốn Lâm Động mua nó. Lâm Động tiếc đứt ruột ra giá 10 vạn. Hôm sau, Lâm Động đến tìm một vị linh phù sư để thăng cấp, vì đã có đủ nguyên liệu, cổ kích nhanh chóng thành cấp thăng cấp, trở thành linh bảo cao cấp. Đúng lúc này Hoa Tông đi đến, muốn mua linh bảo từ tay Lâm Động, bị Lâm Động trực tiếp từ chối. Cha của Hoa Tông đã luyện cho hắn một phù khôi, muốn để nó bảo vệ Hoa Tông đến Đại Hoang Cổ Bi. Lâm Động và Tiểu Điêu xoay quanh tấm đệm kia, cả hai đều chưa nhận ra bảo bối này có tác dụng gì, nhiều lần dùng tinh thần lực mở ra vẫn không thành công. Lâm Động suy nghĩ một lúc, vừa dùng nguyên lực, vừa dùng tinh thần lực rót vào tấm đệm, vậy mà lại có phản ứng, tự nhiên thông minh đột xuất vậy ta. Kiên trì rất lâu, Lâm Động cuối cùng cũng mở được bí mật của chiếc đệm, là một trận pháp có thể giúp nguyên lực và tinh thần lực kết hợp thành một thể, gọi là sức mạnh nguyên tinh. Mọi thứ đã xong, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi Đại Khôi Thành, tên Hoa Tông kia chắc chắn chưa từ bỏ. Quả nhiên, Lâm Động rời đi không bao lâu, Hoa Tông đã đuổi đến, hắn muốn cướp lấy cổ kích của Lâm Động. Hoa Tông cũng tu luyện tinh thần lực, liên tục phong chủy đao tấn công Lâm Động. Lâm Động tìm cơ hội leo lên Tiêu Viêm rời đi, nhưng vẫn bị Hoa Tông đuổi đến, cả hai dùng tinh thần lực giao đấu. Hoa Tông còn dùng phù khôi cùng đánh, khiến Lâm Động có chút bất ngờ, đã thế tên biến thái này còn có linh giáp hộ thể, đúng là khó nhằn mà. Lâm Động dùng ma viên biến vẫn chưa thế đánh bại Hoa Tông, chỉ đành dùng phù khôi vậy. Phù khôi của Lâm Động nhanh chóng đánh bại phù khôi của Hoa Tông. Lâm Động dùng sức mạnh nguyên tinh đánh nát linh giáp hộ thể của Hoa Tông, nhưng Hoa Tông chẳng hề chịu thua còn muốn thôn phệ tinh thần lực của Lâm Động. Chẳng ngờ bị Lâm Động thôn phệ ngược lại, Hoa Tông vô cùng hoảng loạn nhưng lại không thể phản kháng, bị Lâm Động giết chết. Tinh thần lực của Hoa Tông vô cùng cổ quái, cùng với tinh thần lực của Lâm Động xung kích với nhau. Cha của Hoa Tông sau khi biết con mình đã chết, lập tức điều động toàn bộ người của Âm Khôi Tông tìm kiếm Lâm Động. Lâm Động muốn mạo hiểm luyện hóa vạn thú quả, nếu không hắn sợ không thể địch lại Âm Khôi Tông, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm biết không thể khuyên hắn, chỉ có thể giúp hắn hộ pháp. Rất nhanh, cha của Hoa Tông đã tìm đến, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cùng nhau tấn công. Tranh thủ thời gian cho Lâm Động nhưng tu vi cha của Hoa Tông đã là tạo khí cảnh, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hợp lực vẫn không phải là đối thủ của lão. Cũng may Lâm Động đã kịp thời xuất hiện, đỡ lấy đòn sát chiêu giúp Tiểu Điêu, hắn đã thành công hấp thu vạn thú quả, công lực tăng thêm một phần. Lại có ma viên biến và nguyên tinh chi lực hỗ trợ, cuối cùng cũng khiến lão già kia trọng thương, nhưng Lâm Động lúc này cũng đã kiệt sức, ngất đi. Khi Lâm Động mở mắt, đã ở một căn phòng xa lạ, là Thiên Thiên cô nương đã cứu hắn và Đại Ma Môn. Lâm Động tuy rất cảm kích nhưng vẫn từ chối lời mời của Thiên Thiên về việc ở lại Đại Ma Môn, hắn chỉ muốn tiến vào Đai Hoang Cổ Bia. Lâm Động lên đường mấy ngày đêm, cuối cùng cũng đến nơi, Thiên Thiên cũng đến, còn có thiếu chủ của Âm Khôi Tông Đằng Lỗi, vì hắn cũng tu luyện tinh thần lực, lập tức cảm ứng được sự xuất hiện của Lâm Động. Đằng Lỗi không chút khách khí tấn công đến, muốn đưa Lâm Động về luyện thành phù khôi. Chẳng những thế hắn còn đưa ra một phù khác, muốn trợ lực đánh chết Lâm Động. Lúc này tứ đại gia tộc đã đến, người xuất hiện đầu tiên chính là Lâm Lang Thiên, theo đó là Tần Thế, Hoàng Phủ Tịnh và Vương Viêm. Vương Viêm vừa nhìn thấy Lâm Động đã ngứa đòn, muốn lập tức chảm giết, Lâm Động không chút sợ hãi, cả hai tiến vào giao đấu. Vương Viêm xuất ra rất nhiều chiêu thức vẫn không thể đánh bại Lâm Động, còn bị Lâm Động áp chế bằng kim đài trấn ma trưởng, chiêu thức của Vương Thị, Vương Viêm thua trận khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Lang Thiên vốn ghét Lâm Động, muốn hắn quỳ xuống tạ lỗi với Vương Thị, cũng may có Lâm Mục trưởng lão nói giúp, Lâm Động mới được bỏ qua. Lúc này cổ bia cũng mở ra, tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào. Lâm Động đến một không gian hoang vắng, chợt phía xa có rất nhiều người chạy đến, phía sau họ là một yêu thú.
Trong hoảng loạn, Lâm Động bị rớt vào cát lún, hắn cũng lạc với Tiểu Viêm, Lâm Động rơi vào một linh động, còn bị yêu thú đuổi giết. Liên tục chạy đi, nhưng cuối động là âm phong trận, Lâm Động không còn cách nào, chỉ đành liều mạng nhảy xuống. Khi Lâm Động bị âm sát làm cho bị thương, cũng may có Tiểu Điêu hỗ trợ, Lâm Động bắt đầu hấp thụ âm sát, đại lôi nhật thể của Lâm Động lúc này cũng có biến hóa. Vào trong đại hoang cổ bị còn có cổ nham phát hiện Tiểu Viêm, liền muốn bắt nó để uy hiếp Lâm Động. Lâm Động khó khăn thoát khỏi phong âm, ở phía xa có một cột sáng, chính giữa là một bộ xương người. Lâm Động bị cuốn vào trận pháp của người kia, hắn nhìn thấy cảnh tượng đã diễn ra ở tông phái này, còn gặp được một ông lão có phủ văn mày đen. Khi Lâm Động tỉnh lại, từ tay ông lão rơi ra hai viên niết bàn đan, Lâm Động đã cầm lấy rồi rời đi. Vừa lên tới mặt đất, đã nhìn thấy Tiểu Viêm bị người của Cổ Kiếm Môn bắt, Tiểu Điêu bàn với Lâm Động kế hoạch ứng cứu, Lâm Động sẽ cầm chân cổ nham, Tiểu Viêm cứ để cho nó cứu. Nhưng cổ nham vô cùng phòng bị, cũng may Tiểu Viêm quật ngã được lão, Tiểu Điêu mới kịp thời cắt đứt dây thừng. Lâm Động lúc này dùng ma viên biến, đánh lão rơi xuống âm phong trận. Lâm Động tiếp tục lên đường, may mắn bắt gặp trưởng lão Âm Khôi Tông đang khống chế một phù khôi cao đẳng. Bảo bối thể này, phải cướp thôi, Lâm Động rót tinh thần lực của mình vào phù khôi, sau đó vội vàng kéo tên trưởng lão kia rời đi. Thiên Thiên và Đằng Lỗi lúc này cùng đi đến, Đằng Lỗi tưởng rằng Thiên Thiên đã lấy đi phù khôi cao đẳng, hai bên lập tức xảy ra giao tranh. Lâm Động lúc này đang đi sâu vào bên trong, hắn nhảy xuống Cửu U Hồn, nơi này hàn khí rất mạnh, nhưng có Tiểu Điêu hỗ trợ, Lâm Động đã dễ dàng vượt qua. Lâm Động nhìn trụ đá trước mặt, tổ phù, không thấy rồi. Tên trưởng lão kia liền cười nhạt, đại hoang cổ bia đã nhiều lần mở ra, bảo bối nơi này sớm đã bị trưởng môn Âm Khôi Tông lấy đi. Lâm Động muốn tìm hiểu xem còn bảo bối nào không, hắn tiến về phía trước, xuất ra tinh thần lực, bỗng nhiên hắn được chuyển đến một không gian khác. Bên trong xuất hiện một ông lão, là Hắc Động lão nhân, chủ nhân đời trước của tổ phù. Lão biết tổ phù đã bị người khác lấy đi, nhưng nếu muốn luyện hóa tổ phù, chắc chắn phải được lão công nhận. Lão dò xét ký ức của Lâm Động, có chút hài lòng với tiểu tử này, lão đã lại ấn ký cho Lâm Động. Ấn ký này có thể giúp hắn mở ra phong ấn của tổ phù, có được ấn ký Lâm Động cũng xem như không uổng đi chuyến này. Khi Đằng Lỗi và Thiên Thiên vẫn đang giao đấu căng thẳng, Lâm Động và Tiểu Viêm bay ngang qua làm cả hai đều thất kinh, sao tên này lại ở đây chứ? Đằng Lỗi lập tức đuổi theo. Lâm Động cũng vô tư nhận mình là người cướp đi phù khôi cao đẳng, khiến cho Đằng Lỗi vô cùng tức giận, nhưng hắn không phải là đối thủ của Lâm Động, hắn tập hợp sức mạnh của mọi người mở ra một trận pháp. Lâm Động lúc này mới sử dụng phù khôi cao đẳng đánh đến, một chiêu phá vỡ trận pháp kia, lúc này tác dụng của thuần nguyên đan cũng hết, phù khôi không còn công kích, Lâm Động đành tha mạng cho Đằng Lỗi. Thiên Thiên muốn cùng Lâm Động tìm kiếm võ học, nhưng Lâm Động đã từ chối, dù sao trên người hắn cũng có nhiều bí mật, không thể để lộ. Rất nhanh mọi người đã tập hợp ở tạo hóa võ bia, vị trí có hạn, mọi người chắc chắn phải tranh giành nhau. Lâm Động cũng kịp thời chạy đến. Lâm Lang Thiên tiến về trước, trực tiếp chọn một vị trí, Vương Viêm cũng tiến lên, tiếp đó là Tần Thế và Hoàng Phủ Ảnh, còn có Thiên Thiên và Đằng Lỗi. Lâm Động cũng tiến lên, nhưng tên trưởng lão Vương Thị lại không muốn để Lâm Động có cơ hội này, lão ra tay dạy dỗ Lâm Động. Một chiêu đầu tiên đã khiến Lâm Động phun máu, nhưng hắn vô cùng bình tĩnh, xuất ra cổ kích và dùng ma viên biến, mạnh mẽ cứng đối cứng với lão. Tên trưởng lão kia không biết xấu hổ còn sai tất cả người của Vương gia đến vây lấy Lâm Động, Tiểu Viêm lập tức chạy đến. Lâm Động cũng xuất ra phù khôi cao đẳng, dọa cả đám sợ hú hồn, chẳng ai dám manh động. Lâm Mục nhìn Lâm Động vô cùng hài lòng. Lâm Động sai phù khôi tấn công tên trưởng lão kia, còn bồi thêm cho lão một kích, dám nói hắn không có tư cách sao, muốn chết mà. Lâm Động đã danh chính ngôn thuận có được một vị trí, tạo hóa võ bia lúc này đã có động tĩnh, mọi người đều định thần ngồi xuống, du nhập vào bên trong để tìm kiếm võ học cho bản thân. Lâm Động tìm kiếm rất lâu vẫn chỉ thấy một vài võ học bình thường, Tiểu Điểu nhanh mắt phát hiện linh hồn của hồn bia, nó và Lâm Động lập tức đuổi theo. Lâm Động vừa bắt được đốm sáng kia, nó đã biến thành một bé gái, còn xuất hiện các ký ức năm xưa. Một sức mạnh nào đó liên tục tấn công đến, cũng may Hắc Đồng lão nhân xuất hiện mới đánh bay được sức mạnh kia. Bé gái sau khi xác nhận Lâm Động là người truyền thừa của Hắc Đồng lão, cô bé đã đưa Lâm Động đến khu vực của võ học tạo hóa. Cô bé đích thân đưa cho Lâm Động võ học mạnh nhất của tông phái năm xưa, võ học tạo hóa cao cấp, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Ở bên ngoài đã dần có người thức tỉnh, nhưng bọn họ đều chỉ lấy được võ học cửu phẩm, chỉ có Lâm Lang Thiên đột nhiên phát ra uy lực, hắn thật sự đã lấy được võ học tạo hóa. Chỉ còn lại Lâm Động, chẳng những chưa thức tỉnh còn đột phá tạo khí cảnh, anh tôi quá bá đạo mà, vì nhận được truyền thừa, Lâm Động trực tiếp được nhận lấy võ học tạo hóa đỉnh cấp nhất. Xung quanh không ngừng chấn động, tinh hoa hội tụ, từng cột sáng bắn ra, chấn động vô cùng lớn, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là võ học tạo hóa bá khí nhất mà họ từng thấy, trưởng lão Lâm gia Lâm Mục cũng phải tấm tắc gật đầu, thật là tuổi trẻ tài cao. Lúc này Lâm Mục trưởng lão và Lâm Lang Thiên cũng đứng về phía trung tâm, bọn họ phát hiện dưới tạo hóa võ bia này còn ẩn giấu một cung điện dưới lòng đất của tông phái viễn cổ. Chắc chắn có kho báu ở bên trong, tứ đại gia tộc không hề muốn độc chiếm, tất cả đều có thể tiến vào, ai nấy tự dựa vào bản lĩnh. Những người bên dưới đều vô cùng vui mừng, nhưng mà tưởng dễ ăn đến thế sao, bên dưới cung điện này có hung thú bảo vệ, tất cả sẽ cùng nhau hiệp lực, cùng hưởng kho báu. Dù rất nguy hiểm nhưng sự hấp dẫn của kho báu khó có thể cưỡng lại, mọi người lưỡng lự một lát sau đó đều nhanh chóng đồng ý.
Tiểu Điêu nhắc nhở Lâm Động, chuyện này không bình thường, không nên gia nhập. Lâm Động cũng đồng tình, hắn có thể cảm nhận được một người năng lượng mạnh mẽ đang ở bên dưới kia. Lâm Lang Thiên và ba người của tứ đại gia tộc tiến về phía trước, bọn họ bắt đầu mở lối đi xuống, Lâm Động và Tiểu Viêm cũng rời đi. Từ bên dưới lao lên một con hung thú vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều dùng lực đánh đến, muốn kích sát hung thú kia. Lâm Lang Thiên kích hoạt tứ tượng đại trận, vậy là thật sự đã trấn áp được hung thú kia, hung thú trọng thương chỉ đành rời đi. Tiểu Điêu muốn hấp thu yêu linh của hung thú kia, thấy nó đã trọng thương, Tiểu Điêu cùng Lâm Động lên kế hoạch thu phục nó, cả ba phối hợp ăn ý. Lại có sự giúp đỡ của khôi lỗi cao cấp, tuy khá chật vật nhưng cuối cùng cũng giết được con hung thú kia, Tiểu Viêm và Tiểu Điêu tranh nhau hấp thu. Đột nhiên một chấn động vô cùng mạnh đã thu hút Lâm Động, thực lực này chí ít đã là cao thủ niết bàn cảnh. Lâm Mục nhanh chóng khuyên mọi người hãy rời khỏi đây, kho báu hấp dẫn nhưng cũng phải có mạng để hưởng a. Người thủ hộ chỉ vung tay, từng đạo nhân ảnh bị chấn thành bụi phấn, Lâm Động vội vàng gọi Tiểu Điêu và Tiểu Hổ, chạy nhanh còn kịp nè, hai chú bé tham ăn này. Khi mọi người tiến về lối ra, tứ đại gia tộc cưỡng ép mở ra cổ bia, Lâm Động cũng chạy đến, hắn cũng giúp đỡ một tay. Dù đã cưỡng ép mở ra nhưng lối ra chưa ổn định, mọi người vội vàng rời đi, người thủ hộ cũng đã đuổi đến, thấy mộ cô nương gặp nguy hiểm, Vương Lâm lao đến đẩy nàng ra. Khi Lâm Động gần chạy đến lối ra, Lâm Lang Thiên lại tung chiêu về phía hắn, rõ ràng là muốn Lâm Động chết ở đây, nhưng tưởng mình sẽ thoát sao, Lâm Lang Thiên đã bị người thủ hộ cuốn lấy. Thì ra hắn đã lấy một túi gấm dưới cung điện kia, khi Lâm Lang Thiên và người thủ hộ giành giật nhau thì túi gấm kia lại rơi về phía Lâm Động đang đứng. Lâm Động nhặt lên, đã dẫn dụ người thủ hộ đến, Lâm Động mau chóng bỏ chạy, người thủ hộ cũng đuổi theo. Mọi người đều trách Lâm Lang Thiên vì hắn mà mới dẫn đến thảm cảnh hiện tại. Lâm Động té xuống, bên trong chiếc túi kia là niết bàn đan sao, Lâm Động cùng Tiểu Viêm và Tiểu Điêu liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của vị thủ hộ già kia. Chỉ còn cách sử dụng truyền thừa vừa mới học thôi, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, Bán Chỉ Hám Thiên Địa vừa xuất chiêu xong, Lâm Động cũng phun máu, nhưng phía trước, người thủ hộ vẫn sừng sững, lúc này anh cũng để lộ ra khuôn mặt của mình. Ở thời khắc nguy hiểm, may mắn vị sư tôn đã hiện ra, người thủ hộ lúc này mới dừng tay, hắn là Thiên Trạch, từng là đệ tử của môn phái này nên đã ở đây làm người bảo vệ, sau khi biết Lâm Động là người nhận truyền thừa, hắn đã chữa thương cho cậu, cũng để cậu rời đi. Tại Âm Khôi Tông, tông chủ, người lấy được tổ phù cuối cùng cũng đã xuất quan, lão đã đột phá tạo hóa cảnh đại thành. Lão muốn tập hợp những người có thực lực mạnh mẽ nhất trong tông để cưỡng chế mở ra phong ấn của tổ phù. Lâm Động sau một thời gian bế quan cũng đã luyện thành tinh thần chi hỏa, bé Tiểu Điêu cũng không kém cạnh à nha, đã lấy lại một phần hình dáng lúc đầu, Tiểu Viêm cũng có đột phá à nha, cùng lên đường đến Âm Khôi Tông thôi. Thiếu chủ Âm Khôi Tông sau khi lấy được võ học cửu phẩm cũng đã tu luyện thành công, khi đang cao hứng thì bỗng nghe thuộc hạ báo Lâm Động đến quấy rối. Thiếu chủ Âm Khôi Tông mặt đầy sát khí, tên này lại vẫn chưa chết, lần này nhất định sẽ khiến hắn có đi không có về. Hoa Cốt trưởng lão muốn báo thù cho con trai của mình, tiên phong xông lên, ai ngờ chỉ một thời gian không gặp, lão đã không còn là đối thủ của Lâm Động. Lâm Động đã để Tiểu Viêm vào Tiểu Điêu lén vào trong, tranh thủ hắn níu chân những kẻ khác để tìm kiếm tổ phù. Mộ Thiên Thiên và cha nàng biết tin cũng đến, nhưng chỉ quan sát từ trên cao. Tên thiếu tông chủ kia không nhịn được đã ra tay, nhưng đã dùng đến cửu phẩm võ học vẫn không làm khó được Lâm Động, được tặng liền tay vài cú đấm thần sầu. Nhân mã Âm Khôi Tông hợp lực kết trận, Lâm Động mặt không biến sắc, phá vỡ kết trận kia. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm tìm rất lâu vẫn không lấy, lại vô ý mở được một mật thất, nhưng không biết rằng đã khiến cho tên trưởng lão Tào Chấn bế quan lâu ngày xuất quan. Cả hai nhanh chóng bảo Lâm Động rời đi, Lâm Động nhìn về kẻ vừa xuất hiện, bán tạo hóa cảnh sao. Thiếu tông chủ Đằng Lỗi và Hoa Cốt trưởng lão thấy Tào Chấn đều mừng húm, chạy đến cáo trạng Lâm Động. Nhưng Hoa Cốt hơi quá lời, nói quá làm mình trở thành một tên vô dụng, bị Tào Chấn giải quyết tại chỗ. Lâm Động vốn có thể chạy nhưng hắn nhớ đến tu vi của Lâm Lang Thiên, liền muốn thử sức xem mình và bán tạo hóa cảnh cách biệt như thế nào. Quả nhiên các chiêu tấn công đều bị lão già kia đón đỡ, còn bị lão nhấn đầu xuống đất, lão muốn thôn phệ tinh thần lực của Lâm Động. Nào ngờ bị tinh thần chi hỏa của Lâm Động thiêu đốt, tên này mạnh như thể, thì dùng tuyệt chiêu vậy, Đại Hoàng Tổ Thiên Chỉ. Chiếc sờ kiêu này, thiệt là hoành tráng hết sức, đỡ đi nhé, Tào Chấn dùng hết sức bình sinh, vẫn bị đánh cho nằm bẹp. Lâm Động còn tiện tay bắt lấy Đằng Lỗi, để tiện hỏi về tung tích của cha hắn và tổ phù. Hỏi nhẹ nhàng thì tên thiếu tông chủ kia lại không chịu mở miệng, thế thì đừng trách ta nhé, Lâm Động dùng việc hắn có thể dùng tinh thần kiểm soát ký ức của người khác để uy hiếp. Đằng Lỗi sợ mình sẽ trở nên điên loạn chỉ đành nói ra việc cha hắn sắp cưỡng chế để mở phong ấn, Lâm Động còn cướp cả cửu phẩm võ học của hắn. Tin tức nhanh chóng được truyền đến cho Âm Khôi Tông tông chủ Đằng Sát, nhưng lão chẳng hề lo lắng mà đi cứu con của mình. Trước mắt lão chỉ muốn mau chóng mở ra phong ấn, nhờ đó làm bá chủ Đại Viêm, cha con tình thâm mà. Cha con Mộ Thiên Thiên cũng đoán được Đằng Sát có âm mưu, mau chóng tập hợp người tiến về Âm Khôi Tông. Lâm Động sau khi luyện thành công cửu phẩm võ học, cũng lên đường đi tìm Đằng Sát. Đến trước Âm Khôi Thành, vì canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, Lâm Động nhìn phía Đằng Lỗi, ngươi chắc chắn có cách vào trong. Đằng Lỗi chỉ Lâm Động vào thành thông qua khu vực khí âm sát, có lẽ hắn nghĩ Lâm Động sẽ mất mạng tại khu vực này. Nhưng nhờ có Tiểu Điêu, cả hai dễ dàng vượt qua. Bên trong Âm Khôi Đông, các trưởng lão đều đã tập hợp đầy đủ, Đằng Sát muốn lợi dụng hiện tượng xung đối để phá vỡ phong ấn, tất cả mau chóng bày trận,
từng đạo năng lượng với xung kích cực lớn. Lăng Thanh Trúc đang ở gần Âm Khôi Thành cũng cảm nhận được cổ nguyên lực dao động kia, nàng đi ngang qua Thiên Viêm Sơn, liền nhớ về Lâm Động và những chuyện đã xảy ra. Đằng sát bày trận tuy vô cùng lợi hại, phong ấn dường như đã bị phá vỡ, nhưng nó vẫn còn một tia ý niệm của Hắc Đồng Sư Tôn, quả nhiên phong ấn kia không hề tầm thường. Đằng sát không hề được công nhận, vốn không thể thôn phệ tổ phù, đằng sát vẫn cổ chấp. Hắc Đồng Sư Tôn liền xuất ra sức mạnh tử vong, hấp thu tất cả vào trong hư vô không gian, từng đạo thân ảnh tan biến. Chỉ là một đạo tàn ảnh, lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Lúc này cha con Mộ Thiên Thiên, Võ Tông và các tông phái khác cũng đã đến, Lâm Động có chút nhíu mày, thế cục này muốn đoạt bảo không dễ à. Các tông môn nhanh chóng lao vào chiến, nhưng đằng sát đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, hơn tông chủ Đại Ma Môn và Võ Tông một bậc nên đã thắng thế thượng phong. Lão nhân lúc này đề xuất tất cả cùng hợp lực mở ra phong ấn, bảo vật chắc chắn sẽ cùng hưởng. Mộ Lôi và Võ Tòng tiến thoái lưỡng nan cũng đành đồng ý. Lâm Động nhân lúc mọi người tập trung mở phong ấn, đã lao vào đoạt bảo, ai nấy đều thất kinh, tên tiểu tử này từ đâu chui ra đây, khốn kiếp. Tào Chấn hét lớn, là Lâm Động, đằng sát cười mỉa mai, với sức lực của ngươi, còn muốn mở ra phong ấn sao? Nhưng lão đau ngờ Lâm Động chính là người được tổ phù thừa nhận, chẳng những mở phong ấn còn tiện tay cất luôn vào túi. Tào Chấn muốn chặn hắn lại, nhưng nhờ có sức mạnh của Tiểu Điêu, một đấm đã đánh lui Tào Chấn. Đằng sát mau chóng đuổi theo, Tiểu Viêm thông minh đã bắt đằng lỗi đuổi theo. Hai bên đều lấy ra phù khôi cao cấp, nhưng bên kia thế mạnh người đông, Lâm Động chống đỡ có chút chật vật. Tại thời khắc nguy hiểm, Tiểu Viêm đã kịp đưa đằng lỗi đến, Lâm Động nhanh chóng dùng đằng lỗi để uy hiếp, nhưng đằng sát không hề nương tay, trực tiếp công kích cả con của mình để đả thương Lâm Động. Đằng sát vẫn tiếp tục đuổi theo hắn không tha, khi chạy đến khu vực khí huyền âm, Lâm Động dùng tuyệt chiêu võ học tạo hóa, đằng sát lão già kia vậy mà cũng có võ học tạo hóa, khốn kiếp. Lâm Động chỉ đành nhảy xuống. Người của Âm Thi Tông chỉ đành mai phục ở xung quanh, nếu Lâm Động trở lên, nhất định sẽ hốt xác hắn. Vì các cột hàn khí kia liên tục bắn lên, Lâm Động và Tiểu Viêm cũng bị lạc nhau, hắn bị đánh rớt xuống khe huyền âm ở sâu bên dưới, cả người đều là vết thương, cũng may hàn khí không xâm nhập vào nơi này, hắn và Tiểu Điêu cũng tạm thời được an toàn. Dù rất lo lắng cho Tiểu Viêm, nhưng hiện tại đi ra chỉ có đường chết, Tiểu Điêu dùng 20 vạn thuần nguyên đan, mở ra một trận pháp trị thương cho Lâm Động. Ôi cá giá này, tiếc đứt ruột mà, nhưng mà quả nhiên hiệu quả, chỉ 2 canh giờ sau, các vết thương đều đã lành lại. Tiểu Điêu đề nghị Lâm Động ở tại nơi này hấp thụ tổ phù, ở đây sẽ không ai có thể phát hiện. Lâm Động xuất ra tổ phù, tàn ảnh Hắc Động Sư Tôn hiện ra, tổ phù cuối cùng đã quay về tay người kế thừa, tiếp theo phải xem Lâm Động có thể nhận được công nhận của tổ phù không. Tiểu Điêu nhắc nhở Lâm Động, chuyến này vô cùng nguy hiểm, tổ phù không đơn giản nha. Linh hồn Lâm Động bước vào không gian bên trong của thôn phệ tổ phù, còn nhục thể được Tiểu Điêu bảo vệ ở bên ngoài. Xung quanh Lâm Đông một màu u tối, một vùng hoang vu, đột nhiên phía trước có một bóng người, đây là thôn phệ tổ phù sao? Tiểu Điêu đợi Lâm Động đã 3 tháng, Lâm Động lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Động bên trong cảm nhận như đã trải qua 100 năm, cả người hắn hằn lên từng tia máu, hắn chợt nhớ đến Thanh Đàn, nhớ đến Lâm gia, cha hắn, ông nội hắn, còn có cả Lăng Trúc, Lâm Lang Thiên. Hắn nhất định phải rời khỏi đây, thôn phệ tổ phụ, ta phải hợp nhất. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, Tiểu Điêu lúc này ở bên ngoài đang chiến đấu với một con nhện lớn, nó bị trói lại. Mắt nhìn tưởng chừng Lâm Động sẽ bị con nhện kia nuốt mất thì linh hồn Lâm Động đã kịp thời tỉnh lại, Tiểu Điêu mừng rỡ, Lâm Động hiện tại ít nhất cũng đã là cảnh giới của linh phù sư cao cấp. Lâm Động nhìn về phía nhục thân của mình, không ngừng cảm ơn Tiểu Điêu, bây giờ thì rời khỏi đây thôi, không biết Tiểu Viêm hiện tại như thế nào rồi. Trên đường rời khỏi, Lâm Động dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ không ít năng lượng hàn khí, thành công đột phá bán tạo hóa cảnh, Lâm Động vui mừng muốn nhân cơ hội này đột phá tạo hóa đại thành. Tiểu Điêu nhắc nhở, đừng quên nguyên đan của ngươi có hạn, đừng qua vội vàng mà gây ra hậu quả, sử dụng thôn phệ hổ phù phải thật cẩn thận nếu không có chừng mực sẽ bị giống ta à nha. Vừa lên tới mặt đất đã nghe hai thuộc hạ của Âm Khôi Tông nói về việc Tiểu Viêm bị bắt. Tại Âm Khôi Tông, đằng sát lại một lần nữa tập hợp các tông môn lại, lão muốn thống nhất các tông, tăng thêm sức mạnh bước vào hàng ngũ tứ đại gia tộc, Đại Ma Môn và Võ Môn dứt khoát từ chối. Lúc này đằng sát kéo Tiểu Viêm ra, lão sẽ dựa vào Tiểu Viêm để truy tìm Lâm Động, lấy lại bảo vật. Nhưng anh đến rồi nhé, dám ra tay với đệ của anh sao? Tào Chấn lao lên tấn công, Lâm Động chỉ vung tay đã giam cầm và bóp nát Tào Chấn, mọi người đều thất kinh, thực lực tên này lại khủng bố như vậy. Đằng sát giận dữ đích thân ra tay, cả hai giao đấu 100 chiêu vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Lâm Động lại ở thế thượng phong. Đằng sát dùng tạo hóa võ học, Lâm Động cũng không yếu thế, tạo hóa võ học của Lâm Động đã có tiến hóa. Đằng sát muốn thôn phệ hắn còn bị hắn dùng tổ phù thôn phệ ngược lão, khiến lão nằm bò dưới đất. Lão khởi động đại trận hộ tông, tưởng là thanh thế mạnh mẽ nhưng Lâm Động chỉ nhẹ nhàng dùng tổ phù thôn phệ, đại trận nhanh chóng bị phá. Lăng Thanh Trúc và Mã lão cũng cảm ứng được, nhưng Lăng Thanh Trúc vốn không tham bảo, Mã lão lại không giống như vậy, lão nhanh chóng tìm lý do để rời đi. Đằng sát bại trận vẫn không cam, đằng lỗi xuất hiện thả Tiểu Viêm, hắn thấy rõ thực lực của Lâm Động, ngay cả cha hắn cũng không phải là đối thủ, nếu cứ cố chấp dẫn đến họa diệt tông cũng không chừng. Nhưng cha hắn lại không như vậy, vẫn hung hăng lao đến, lần này thì đừng trách anh ác nhé. Thôn phệ chi lực trực tiếp nuốt chửng đằng sát, Lâm Động còn thông qua đó cảm ứng được một chút ký ức còn sót lại của lão.
Cha con Mộ Thiên Thiên vui vẻ tiễn Lâm Động rời đi, còn tặng cho anh một bộ y phục mới, soái khí lẫm liệt. Tại quê nhà Lâm Động, Lâm Hoành và Lâm Hạ đang tỉ thí, cả hai đều đã là nguyên đan cảnh viên mãn, cuộc thi gia tộc lần này chắc chắn sẽ có thành tích khá. Ông nội và cha của Lâm Động đều rất mong ngóng hắn, Thanh Đàn cũng đã đột phá tạo khí cảnh, nhưng hành tung của nàng lại càng ngày càng bí ẩn. Thanh Đàn thường gặp gỡ một thân ảnh che mặt, nàng gọi hắn là tiền bối, cũng nhờ hắn mà nàng mới được như hiện tại. Hắn không cưỡng cầu nàng rời đi, chỉ đưa cho nàng một sợi dây chuyền có tín vật của tông môn, nếu ngày nào đó Thanh Đàn muốn biết sức mạnh thật sự của mình thì hãy dùng nó để gọi hắn, bà này chắc cũng ra thế khủng đây. Lâm Động di chuyển đến Âm Khôi Sơn, từ ký cứ của Đằng Sát, Lâm Động biết rằng lão đang giấu một thứ gì đó ở nơi này. Là một linh khôi, còn là một huyết linh khôi đáng sợ, thực lực bằng với cao thủ niết bàn, nhưng sát khí của huyết linh khôi rất mạnh, dễ phản phệ chủ. Lâm Động cảm thấy nguy hiểm như vậy, muốn rời đi, nhưng Tiểu Điêu cảm thấy vô cùng đáng tiếc, hay là liều một phen, nếu có thì cũng xem như có thêm một át chủ bài đối phó với Lâm Lang Thiên. Huống hồ hiện tại hắn còn có thôn phệ tổ phù hỗ trợ, Lâm Động nghe cũng có chút động dung, nếu đã như vậy thì thử xem như thế nào. Nghe Tiểu Điêu chỉ một hồi mà Lâm Động cũng có chút hoang mang, thế là ba huynh đệ lại tiếp tục phối hợp, nào ngờ sức mạnh của huyết linh khôi quá lớn. Cả ba cũng không phải đối thủ, Lâm Động cố gắng mở thạch phù, bé hổ và bé mèo liều cả cái mạng mới tranh thủ được ít thời gian cho hắn, cuối cùng cũng thành công thu phục. Cái món tổ phù này cũng thật lợi hại, nhưng sau này vẫn nên ít dùng thì hơn, không lại dẫn đến họa sát thân. Tiểu Điêu nhắc nhở Lâm Động, khi sử dụng linh khôi này nhất định phải chú ý thời gian, nếu không rất đã mất khống chế. Còn 2 tháng nữa sẽ đến tỉ thí gia tộc, Lâm Động nhân thời gian quay về, cố gắng luyện đại lôi thành thể. Tại gia tộc Lâm gia, Lâm Lang Thiên được người người kính trọng, Lâm Mục trưởng lão đang cố gắng đề bạt Lâm Động. Tộc trưởng thì chẳng chút để ý, chỉ báo sẽ giao việc tỉ thí gia tộc lần này cho Lâm Lang Thiên phụ trách. Lâm Lang Thiên quay trở về tu luyện, trong người hắn có một giọng nói vang lên, thì ra hắn có thể đột phá nhanh như vậy là do có một cỗ lực lượng thần bí hỗ trợ. Giọng nói kia không ngừng thúc giục Lâm Lang Thiên phải giết Lâm Động, đoạt lấy tổ phù. Lúc này, trưởng lão Lâm Tranh đến tìm hắn, từ lúc nghe Lâm Mục đề xuất Lâm Động, lão đã cảm thấy không vừa mắt, muốn Lâm Lang Thiên chèn ép Lâm gia, Lâm Lang Thiên đương nhiên sảng khoái đồng ý. Lâm Động bế quan tu luyện đại lôi thành thể cuối cùng đã thành công, không ngờ tu luyện món này lại nhanh chóng lấy mất của hắn 2 tháng thời gian, phải nhanh chóng trở về Viêm Thành, nếu không sẽ không kịp tham gia gia tộc tỉ thí. Tên Mã lão bên cạnh Lăng Thanh Trúc lúc này vẫn chưa từ bỏ, lão vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cổ lực lượng kia, lão biết đó là tổ phù. Tiểu Điêu cũng đã cảm nhận được khí tức của lão, biết chạy có thoát, Lâm Động dứt khoát đứng lại hỏi lão nguyên nhân lão bám theo hắn. Nhưng Lâm Động đã sớm giấu đi tổ phù, Mã lão dùng linh lực dò xét vẫn không thể tìm ra, để đề phòng, lão vẫn muốn bắt Lâm Động đi. Cả hai nhanh chóng xảy ra giao đấu, dù có linh khôi hỗ trợ vẫn không thể thoát, thời gian linh khôi cầm cự được không lâu, Lâm Động chỉ đành nghĩ cách khác. Hắn lấy ra linh phù, muốn dùng thứ này để lừa Mã lão. Mã lão cũng không phải dạng vừa, dù bị lừa nhưng vẫn lừa thằng nhỏ thêm một cú không chợt phát nào. Lâm Động rời đi chưa bao lâu, cảm nhận được có dao động linh lực ở gần đó, là ai đang đụng độ với lão già đó sao, quay lại xem thử nào. Là nàng ấy, Lăng Thanh Trúc, nàng ấy đã mạnh đến như vậy rồi sao? Mã lão đã thiêu đốt tinh huyết để gia tăng thực lực nhưng vẫn không phải là đối thủ của nàng, vẫn là không nên gặp mặt lúc này, đợi ta mạnh hơn đã. Tỉ thí gia tộc đã nhanh chóng diễn ra, người nhà của Lâm Viêm không ngoài dự đoán đều bị đánh đến trọng thương, không chút lực phản kích, cả Lâm Hoành và Lâm Hạ đều như vậy. Ra tay độc ác như vậy, rõ ràng là đang chèn ép phân gia Viêm Thành của Lâm Động. Lâm Tranh trưởng lão cười hí hửng, thì nghe thấy thông báo, Thanh Đàn đã đánh bại đệ tử chính tông. Lão tức giận ra lệnh cho Lâm Phong tiến đến khiêu chiến là một quy định trong gia tộc tỉ thí, nếu từ chối sẽ bị loại. Thanh Đàn chỉ đành cắn răng nhẫn nại, Lâm Phong ra tay vô cùng độc ác, nhưng Thanh Đàn vô cùng linh hoạt, mau chóng phong ấn nguyên đan của hắn. Nhưng Lâm Phong vẫn không chịu thua, hắn đã dùng thuốc cấm, nhưng có trưởng lão chống lưng nên tỉ thí vẫn diễn ra, khi Thanh Đàn đang chống đỡ thì Lâm Động đã kịp trở về. Lâm Phong sao, không chịu nổi một kích mà, dám ăn hiếp Thanh Đàn, nhận ngay một cú đấm thần sầu của anh, còn muốn uống thuốc sao? Trưởng lão bên trên còn đang trách mắng Lâm Động thì hắn đã kiện ngược lại Lâm Phong dùng thuốc khiến cho vị trưởng lão kia cũng không còn dám hò hé. Trưởng lão còn muốn ra tay giáo huấn Lâm Động, nhưng anh đã mạnh bạo đón đỡ, tưởng anh dễ ăn hiếp sao? Lâm Tranh trưởng lão dưới sức ép của đám đông, chỉ đành sai người bắt lấy Lâm Phong. Thanh Đàn mừng rỡ ôm lấy Lâm Động, cuối cùng ca ca đã trở về. Lâm Động tiến về phía trước, hắn muốn khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Ai nấy đều cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, Lâm Tranh trưởng lão muốn nhân cơ hội này làm hắn xấu mặt. Đã cử ra Lâm Thanh và Lâm Mục, nếu Lâm Động có thể đánh thắng mới có tư cách khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Hừ, hai tên này sao, cùng lên đi, không cần đấu tay đôi, hai anh em Lâm Thanh Lâm Mục thấy tên này quá kiêu ngạo. Đã không khách khí cùng lên, Lâm Động chỉ xuất ra cửu phẩm võ học đã đánh bại cả hai. Hiện tại ta đã có tư cách đánh với Lâm Lang Thiên rồi chứ, Lâm Lang Thiên cũng không muốn nhẫn nhịn, đã nhận lời khiêu chiến. Cả hai khí thế bừng bừng, cùng bộc phát ra sức mạnh kinh người. Xuất chiêu thôi nào, Lâm Động lao đến, lôi đình bạo phát, Lâm Lang Thiên chỉ đứng im đón đỡ, nhưng dưới sự tiến bộ thần tốc của Lâm Động, Lâm Lang Thiên cũng muốn hạ uy phong của hắn, để hắn biết khoảng cách giữa cả hai lớn như thế nào. Lâm Động có chút thất kinh, tạo hóa cảnh đại thành,
Không phải, còn chưa thật sự đột phá, nhưng cũng đã sắp rồi, tên này mạnh hơn Đằng Sát không ít. Lâm Động không ngừng dẫn ra lội điện nhưng vẫn bị ăn vài nắm đấm đầy uy lực của Lâm Lang Thiên. Lâm Động dùng đại ma viêm gia tăng thực lực, cả hai đấu vài trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại, vậy thì nếm thử võ học tạo hóa của ta xem nhé, Lâm Lang Thiên không chút lưu tình. Lâm Động chẳng những chặn được, còn dùng tinh thần lực để áp bức Lâm Lang Thiên. Nhưng hắn lại không chút hao tổn, còn xuất ra một chiêu võ học tạo hóa khác, Đại Thiên Hóa Thủ, đây chính là võ học mà hắn giành được trong tông môn viễn cổ. Vậy thì anh đây cũng dùng võ học tạo hóa nhé, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, hai lực đạo mạnh mẽ va chạm vào nhau. Tiểu Điêu lúc này mau chóng cảm nhận được cổ lực lượng tồn tại trong người Lâm Lang Thiên, nó mau chóng nhắc nhở Lâm Động. Tất cả các trưởng lão đều đứng dậy, nếu không ngăn cản, chỉ e rằng cả Lâm gia đều bị đánh nát a, nhưng ai đủ sức ngăn cản hai tên nhóc này chứ? Đã có ta, tộc trưởng xuất hiện, dù sao lão cũng đã đạt tới niết bàn cảnh, dễ dàng phân tán hai đạo lực mạnh mẽ của Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Đồng thời lão cũng tuyên bố cả hai đã hòa, Lâm Động là người đứng đầu gia tộc tỷ thí lần này. Sau khi tỷ thí kết thúc, Lâm Động đến gặp tộc trưởng, lão nói với Lâm Động về thế giới bên ngoài Đại Viêm Vương triều, nói về Bách Triều đại chiến, đó là một cuộc tuyển chọn thiên tài. Do bá chủ chân chính của Đông Huyền Châu tổ chức, nếu thông qua có thể trở thành đệ tử của siêu cấp tông phái, đến khi đó cả Đại Viêm đều sẽ được bảo vệ. Lão muốn đề cử Lâm Động và Lâm Lang Thiên cùng tham gia, một tháng sau, Đại Viêm sẽ tổ chức tuyển chọn ứng cử viên để đại diện tham gia đại chiến Bách Triều. Ngoài ra vì Lâm Động là quán quân lần này, nên ngày mai có thể đến kho tàng các Lâm gia nhận phần thưởng linh bảo. Lâm Mục trưởng lão dẫn Lâm Động đến kho tàng các, kho tàng phía sau cánh cửa này làm cho Lâm Động mắt sáng rực rỡ, chẳng trách Lâm thị có thể xưng bá một phương. Tối đến, Lâm Tranh đã đến gặp trưởng lão canh giữ kho tàng, Lâm Chí, lão muốn Lâm Chí khởi động trận pháp bên trong, giết chết Lâm Động, khi đó lão sẽ tìm cách để Lâm Chí trở về trưởng lão hội. Lâm Động ở bên trong vẫn đang say mê tìm kiếm, nhưng món nào Tiểu Điêu cũng chê khiến cho hắn chỉ biết thầm kêu khổ, đang phân vân chọn món linh bảo nào thì hắn đã bị trận pháp tấn công. Lâm Chí vì muốn trở về trưởng lão hội, đã đồng ý giúp Lâm Tranh, nhưng chẳng ngờ Lâm Động lại dùng linh khôi phá được mắt trận, khiến lão cũng bị phản vệ. Cũng vào lúc này Lâm Động cảm ứng được có linh bảo tốt, Lâm Động thử dùng sức nhấc lên nhưng không được, dùng tinh thần lực cũng vô dụng, chẳng lẽ là phải dùng sức mạnh nguyên tinh, vậy mà thành công thiệt, cuối cùng linh bảo kia cũng có phản ứng. Lần này thật may mắn mà, món linh bảo này không tầm thường à nha, linh bảo đã chọn xong vậy thì bây giờ tịnh tâm tu luyện thôi nào. Nơi này linh lực vô cùng nồng đậm, đã giúp Lâm Động đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Đã đến ngày rời khỏi kho tàng, Lâm Động đưa đỉnh trọng mục ra cho Lâm Mục trưởng lão, hắn sẽ lấy linh bảo này. Lâm Mục không hỏi gật gù, linh bảo này chưa có ai cầm được, vậy mà tiểu tử này lại thành công. Lâm Động xin phép được quay về nhà vài hôm, Thanh Đàn muốn cùng Lâm Động đi tham gia Bách Triều đại chiến, nhưng Lâm Động sợ nàng gặp nguy hiểm, không muốn để nàng cùng đi, Thanh Đàn vô cùng hụt hẫng. Sáng hôm sau, Lâm Động và Lâm Lang Thiên chính thức rời Lâm gia đến tham gia tuyển chọn, Thanh Đàn không đến tiễn hắn, nàng đã quyết định phải trở nên mạnh mẽ, nàng đã gọi người áo đen đến, nàng đồng ý đi theo hắn.